gia linh đi thang máy lên tầng thượng của nhà hàng đứng trên này có thể bao quát hết toàn cảnh đẹp về đêm nơi đây lung linh huyền ảo là thế nhưng lại chỉ có một mình đứng ngắm tiếc thật đấy ước gì trước một nơi đẹp đẽ thế này cô được chia sẻ với người thương của mình một cảm giác tiếc nuối thoáng qua nhưng cũng không làm cô mất đi vẻ khoan khoái dễ chịu có lẽ nói ra được điều để trong lòng bấy lâu nay cũng khiến cho cô nhẹ người thật. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cô vợ điểm 10 của tác giả Hạ Long Biển Nhớ, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio nếu khán thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của bà S xin vui lòng gửi link vào email chuyện 23s.net xin mời các bạn cùng lắng nghe đầu giờ chiều Hoàng Yến vẫn bộn bề tất bật với những việc mới cô đang loay hoay kiểm kê các sản phẩm thuốc thì nghe có tiếng gọi quen thuộc Hoàng Yến nhìn thấy Tuyết Anh cô có hơi ngạc nhiên nên hỏi ơ chị đi đâu đấy gặp anh Trung tiện qua thăm mày sao rồi mọi thứ đều ổn vậy à tốt quá nhỉ rất tốt ít nhất là so với tôi lấy được chồng giàu cái là thay đổi thái độ à tôi thay đổi thái độ có sao tuyết ảnh ghét cái kiểu luôn bình thản của hoàng yến nếu là bình thường cô ta nhất định sẽ nói những lời rất khó nghe nhưng hôm nay lại có vẻ tốt bụng ra chiều lo lắng tao cũng không định tham gia vào việc của mày nhưng nghĩ dù sao cũng từng sống với nhau từ bé thì vẫn coi như là người nhà Vấn đề là uy vũ ngay từ đầu cố ý lừa gạt nói việc kinh doanh của nhà mình không thuận lợi, rồi tới việc biết mày không phải là em ruột của tao mà vẫn chấp nhận hôn sự thì mày cũng nên cẩn thận, đừng vội sớm mừng. Mày lấy anh ta nhưng chưa hiểu hết con người có biệt danh ác mà đấy đâu, cứ từ từ tìm hiểu đi, rồi nói tốt cũng chưa muộn. Sự ác độc của anh ta là vô địch đó, biết chưa còn ngốc? Người mày có thể tin tưởng nhất cũng chỉ có anh Trung thôi chị đừng có nói linh tinh anh ấy mới đầu có hơi lạnh nhạt nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi đối xử với tôi rất thật lòng thật lòng nói mày ngu ngốc ấy cũng không sai tao thấy mày thật thà nên nói lần nữa để mày biết mà tránh anh ta là người không biết tin tưởng ai đâu đừng có để mấy cái lời ngon ngọt qua mắt mày nghĩ sao với người như anh ta lại thích đứa mồ côi không có gì như mày nhất là khi biết rõ từ đầu là vụ lừa gạt thì vẫn chấp nhận mày có biết vì sao không là vì anh ta đang muốn lợi dụng mày đấy chứ không có yêu thương gì đâu anh ấy lợi dụng tôi chẳng được gì tôi không nghe nữa chị về đi tao á cũng không muốn nói nhiều đâu nhưng mà mày nghĩ xem nhà chồng mày đã vực lại kinh tế chọn cho mày chỗ tốt không cần vất vả đối với anh ta chỉ là cái búng tay nhưng mà nhìn kỹ đi anh ta để mặc cho mày bươn trải bên ngoài đi làm vất vả hay không ấy thì cũng chẳng thèm quan tâm tao nói có đúng không đó là uy vũ tôn trọng quyết định của tôi anh ấy không như nhà mấy người chèn ép sống ích kỷ và thiếu tôn trọng người khác mày nói ích kỷ mà ba mẹ tao lại nuôi mày khôn lớn cho mày ăn học và còn nhận mày làm con gái à chị nói mấy lời này là không biết hay là giả vờ không biết chẳng phải tất cả là vì sự sống còn của chị sao tôi không muốn nghe nữa chị về đi đồ ngu tuyết anh không đạt được mục đích thì cai cú rời đi cô ta quyết định chuyển sang phương án dự phòng tiếp theo hoàng yến bực dọc vì gặp phải người không muốn gặp với chị ta thì cô quá hiểu rồi chứ tốt lành gì mà cứ như là thật lòng lắm ý anh trung tốt bụng thì cô tự nhận định không cần chị ta phải nhắc nhở cô mới biết còn chồng cô như thế nào thì cũng tự bản thân cô cảm nhận được việc anh ác ma với ai cô không quan tâm miễn là với cô anh hết lòng yêu thương chiều chuộng là được cái tính nết hơn thua thích đâm bị thóc chọc bị gạo Đúng là ăn sâu vào tiềm thức của chị ta rồi Có lẽ bây giờ biết nhà chồng cô làm ăn vẫn tốt Nên muốn tranh giành lại đây chăng Nếu đúng là chị ta có ý này Thì mình phải đề phòng cảnh giác cao hơn Chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với chị ta mới được Ly vừa từ ngoài đi vào Mới tới cửa phòng làm việc Đã nghe tiếng Hoàng Yến lầm bẩm Nói gì trong đó Rồi còn vung tay chỉ trỏ nữa Thì cô lên tiếng hỏi Yến, em làm gì mà cứ lầm bẩm như thầy cúng thế À, em, em có làm gì đâu đang lẩm bẩm bài hát mới nghe được ấy mà thế mà chị cứ tưởng em đang mắng ai đó đâu có mà chị xem em làm như này được chưa thông minh như em á thì làm nhanh mà chị cứ kiểm tra đi ạ à? ừ đưa chị xem hoàng yến thấy chị ly xem tới đâu thì gật gù tới đó thở vào cô không đứng đó nữa mà tiếp tục đi làm việc khác rồi cũng đến giờ về yến đi ra cổng công ty đợi chồng tới đón thì lúc sau uy vũ cũng có mặt hoàng yến lên xe rồi chị vào đồng hồ đeo tay muộn 10 phút Bị tắc đường Em phải du di cho anh chứ Không biết Phạt Vợ yêu muốn phạt gì cứ ra lệnh Nhất là phạt khoản kia Anh càng thích Vớ vẩn Thế vợ muốn phạt gì Đưa em đi ăn để hâm nóng tình cảm đi Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản Đi luôn không em Ừ đi chơi trước Sau đó thì ăn tối Duyệt Hai vợ chồng rủ nhau đi ngắm cảnh chán chê Rồi mới tìm nhà hàng Yến quyết định tới nhà hàng lần trước thì Vũ cũng đồng ý. Lúc cả hai khoác tay nhau vào trong nhà hàng quen thuộc đó thì bất ngờ cũng gặp Tuyết Anh đang cùng bạn mình tiến vào. Vì Vũ chưa gặp Tuyết Anh bao giờ nhưng từ sau hôn lễ cũng đã cho người tìm hiểu rồi. Có điều hôm nay anh vẫn cứ coi như chưa biết gì. Hoàng Yến không biết chồng đã cho người điều tra về Tuyết Anh mà chỉ đơn giản là gặp rồi nên cũng giới thiệu cho biết. Với cô cũng cho Tuyết Anh thấy là vợ chồng cô đang sống rất hạnh phúc Chị với bạn cũng đến ai ăn à Ừ À để em giới thiệu hai người làm quen nhá Từ hôm cưới tới giờ chưa có dịp gặp nhau nhỉ Chị đã biết chồng em rồi Nhưng chắc là anh ấy chưa biết chị Vâng Thế nên để em giới thiệu chị với anh ấy Hoàng Yến vẫn khoác tay chồng thân mật nói Anh đây là chị Tuyết Anh Con gái duy nhất của bà Loan ạ à. Ồ đây là Tuyết Anh à Tuyết Anh nghe Vũ hô lên Và nhìn về hướng mình Thì cô ta nở nụ cười bí hiểm Tiến thêm hai bước nữa chìa tay ra trước mặt anh rồi nói chào anh em rất vui vì được gặp anh uy vũ cầm tay rất hời hợt rồi buông ra chào hai người rất đẹp đôi vậy à vâng hoàng yến thật may mắn lấy được người chồng như anh em rất mừng cảm ơn nếu tiện ấy thì hôm nay để em mời hai người cùng ăn tối nhé coi như anh chị em một nhà được không ạ à? uy vũ không trả lời cô ta ngay mà một tay xoa nhẹ đầu vợ hỏi ý kiến với giọng cưng chiều em Em thích mình ngồi cùng ăn chung hay là mình ăn riêng? Chị ấy đã mời mà mình từ chối thì không hay lắm, với mấy khi chị em gặp nhau đâu. Vậy anh chiều em, mình lại kia ngồi đi anh. Ừ. Tuyết Anh nhìn hai người tình chàng ý thiếp thì tức sôi máu, thức ăn ngon mà nuốt không trôi vì toàn bị vợ chồng yến phát cầu lương. Suốt bữa ăn muốn xen vào câu chuyện giữa họ thì cũng chỉ toàn là nhận phần cay cú, cho đến lúc kết thúc bữa ăn thì cũng là một màn cơm chó miễn phí của đôi vợ chồng này giọng Uy Vũ ấm áp hỏi vợ mình em, em ăn no chưa dạ no căng bụng rồi đồ ăn rất ngon chồng ạ em còn muốn đi đâu nữa không nhưng mà anh đi làm cả ngày rồi em lo anh mệt đấy với em anh không cảm thấy mệt mà chỉ thấy vui mình đi xem bộ phim mà em thích nhé vâng cảm ơn chồng đi thôi Vũ ôm vợ đứng dậy không quên chào nhóm bạn của Tuyết Anh và nói lời cảm ơn chủ trì bữa ăn này cảm ơn cô đã mời vợ chồng tôi bữa tối nay Vợ tôi ăn rất ngon miệng Hai vợ chồng ăn ngon là tốt rồi Chúng tôi đi trước Hoàng Yến biết cô ta chẳng tốt đẹp gì mà Trước mặt cô thì mày tao thế Nhưng có vũ thì một điều chị Hai điều em ngọt sớt Cô hôm nay bỏ qua không phanh phui cho bẽ mặt chị ta Nhưng cũng không có nghĩa là cô chịu ngồi yên Để chị ta có cơ hội giành giật chồng mình đâu Người ta bảo rồi Phòng còn hơn trống Muốn ngồi mát ăn bát vàng à Không dễ đâu Chị đây cũng vất vả lắm mới cưa cẩm được anh chồng ác ma dễ thương đấy. Nhường á, còn lâu nhá, muốn giành giật hả? Không được đâu. Nói cho mà biết, chị không thèm mang họ Lâm đâu. Chị giờ theo họ chồng rồi. Triệu Hoàng Yến, con cháu bà Triệu đấy. Gan không nhỏ, vỏ không mỏng, tinh thần cao ngất. Muốn chiến á, thì chị đây chiều nhá. Nghe câu này chưa? Nhỏ mà có võ đấy. Thấy cũng không còn sớm, Vừa nãy là muốn chọc tức Tuyết Anh thôi Chứ giờ này Hoàng Yến cũng không còn hứng đi xem phim gì nữa Với sợ chồng đi làm cả ngày mệt nhọc Phải giữ sức khỏe cho chồng là trên hết Đi được một đoạn thì Yến nói với Vũ Anh ơi, mình về nhà đi Sao vậy em? Tự nhiên em thấy không khỏe, em muốn về Em mệt ở đâu nữa? Vừa nãy còn không sao mà Tự dưng thấy hơi chóng mặt Vậy anh đưa em về nghỉ Hôm khác bù cho em Vâng ạ Vũ nghĩ vợ ốm thật nên lái xe nhanh về nhà hai vợ chồng lên phòng là vũ nhanh nhẹn chuẩn bị nước tắm cho cô trước rồi nhắc cô tắm qua thay đồ đi ngủ sớm hoàng yến chót lỡ rồi thì cũng mau lẹ làm theo rồi lên giường trùm chăn có chút áy náy vì nói dối chồng nhưng nghĩ mình nói dối có ích mà không hại tới ai chồng được nghỉ ngơi mà cô cũng biết thêm được tấm lòng của anh tự động viên như thế nên yến cũng không còn thấy áy náy nữa mà còn có chút lo xa có người chồng chu đáo tình cảm thế này thì phải giữ cẩn thận nhất định không để cho con nào dòm ngó đến nồi cơm điện đa năng nhà mình đợi chồng tắm xong vào lại giường thì hoàng yến chủ động kéo tay anh ra nằm gối đầu rồi còn nhỏ nhẹ làm nũng tí xíu nữa chồng ơi ôm em để em ngủ ngon đi có cần anh xoa lưng cho không có như thế á, em càng dễ ngủ ừ yêu chồng lắm ừ ngủ đi chúc chồng em ngủ ngon uy vũ trả lời bằng giọng mũi anh hôn nhẹ lên trán vợ rồi tay cứ vậy mà xoa đều tấm lưng của cô đối với tình cảm của hoàng yến dành cho mình giờ này vũ chẳng còn suy tính gì nữa mà toàn tâm toàn ý rồi từ một người khô khan vô tâm anh đã biết đến hai từ chia sẻ và biết cảm thông cho người khác trên thương trường anh cũng không còn máu lạnh như trước kia nữa nếu trước đây chỉ cần ai muốn nhăm nhe có ý động chạm mình thì anh sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt đối phương trước quan niệm anh sống thì tôi chết nay đã vơi bớt đi phần nào sự khắc nghiệt anh biết cho người ta con đường để lui cho lối để về mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ cô vợ nhỏ bé kia và vì sự hiền lành vô tư hiếu thảo của cô đã khiến cho anh trở thành người bớt khiếm khuyết hơn hai chữ ác mà ấy không đơn độc lẻ loi đứng một mình trong từ điển tiếng việt của anh nữa mà từ cô đã cho thêm hai chữ dễ thương vào làm cho ý nghĩa của mấy từ đó trở nên dễ chịu hơn và giờ này bốn chữ ác ma dễ thương ấy ít nhất đối với người vợ hiền này cũng là một điều tuyệt diệu hai vợ chồng ôm nhau ngủ một mạch tới sáng sau một giấc ngủ dài đúng là tinh thần của cả hai càng thêm sàng khoái vũ vừa tỉnh đã không quên hỏi thăm vợ yêu của mình em thấy trong người sao rồi ngủ một giấc ngon bên chồng em đã khỏe lại tinh thần rất hào sảng vậy thì tốt rồi vũ trả lời nhưng không quên xoa đầu sờ chán vợ thì hoàng yến lại lấy lòng chồng bằng cách ngọt ngào riêng của cô. Cứ được nằm trong vòng tay này của anh thì có ốm nặng cũng nhanh khỏi. Vợ của anh á, càng ngày càng dẻo miệng, nhưng anh rất thích. Em nói thật đấy, không biết sắp tới anh đi công tác em ngủ sao đây? Sao trước đó mỗi lần anh đi công tác em chỉ dặn dò vài câu chứ có sướt mướt như này đâu nhỉ? Em định lấy lòng anh đấy à? Thì lúc đó anh đâu có nói rõ tình cảm của mình ra Em có muốn đi theo anh á cũng không dám mặt dày đâu Thương vợ quá, giờ thương vẫn còn kịp đấy. Vậy từ nay đi đâu cũng đưa em đi, nhớ nhá. Trước đó cũng gồng lắm đấy, chứ mỗi lần đi nhớ em không ngủ được. Điêu, không tin em hỏi trợ lý Kha đi, nó là biết rõ nhất đấy. Em tạm tin nhá. Đấy, chính nét ngây thơ đáng yêu này này, khiến anh lưu siêu điêu đứng. Hoàng Yến nói chuyện vô vơ thôi, không nghĩ lại khai thác được nhiều đến vậy, mà cũng biết được tấm lòng của chồng dành cho mình là toàn tâm. Yến thấy tiếc nuối quãng thời gian đó thế không biết, nhưng không sao, biết hết giờ này càng cho cô phần trăm yên tâm mà đấu với mấy trà xanh trà đào ngoài kia. Cô vòng hai tay ôm cổ chồng thể hiện tình cảm rồi hôn nhẹ lên môi anh làm nũng tiếp. "Chồng, để em vào làm vệ sinh đi. Ăn vạ đấy hả bà Triệu?" "Ừ, cho em lười biếng một hôm nhỏ, có được trả công không? Trả nhiệt tình luôn. Em nghe ghê thật đấy." "Hí, anh còn sức thì em có lòng." Nếu mà anh không đủ sức thì em cho nợ Miệng lưỡi quá đấy Nay anh tạm tha để em phục hồi sức khỏe Mai anh đòi cả vốn lẫn lời Cảm ơn chồng yêu Em cố gắng bồi bổ để trả nợ cho anh Đáng ghét Mới sáng ra đã phát cầu lương miễn phí Hai vợ chồng nhà nào đó đi làm vệ sinh cá nhân Thôi á cũng cười vang một góc trời Thấm thoát mà Hoàng Yến cũng làm ở công ty của Trung được một tháng Công việc đối với Yến đã không còn xa lạ nữa rồi Cô không những nắm bắt nhanh mà còn biết cách sắp xếp nữa nên trung rất hài lòng đợt này công ty có tuyển thêm nhân viên bổ sung vào một số bộ phận cần thiết à nghe được thông tin này và biết được vị trí mà gia linh nói lần trước còn thiếu hai suất nên hoàng yến ngay tối đó về nói chuyện với em chồng luôn lúc cả nhà ngồi ăn cơm yến thông báo với gia linh ngày mốt công ty chị có buổi phỏng vấn trực tiếp em mang hồ sơ đến ứng tuyển đi ô nhanh vậy á chị mấy bữa trước em có gọi tới lễ tân ấy thì họ thông báo chưa có kế hoạch gì mà ừ, hôm qua mới có quyết định chính thức đợt này tuyển bổ sung nhưng mà cần chất lượng đầu vào nên toàn là các sếp đứng ra tuyển chọn đấy em cố gắng lên nhé vậy hôm đó em sẽ đến đúng giờ ừ, chúc em may mắn vâng ạ Quỳ Vũ nghe hai chị em nói chuyện thì bĩu môi có vẻ không hào hứng mấy nhưng mà cũng ngứa miệng thốt ra vài lời như chê bai công ty của Trung cứ làm như công ty đặc sắc nhất đấy chỉ là ứng tuyển thôi mà thích thì anh xin cho vào công ty khác làm, sao phải đi bon chen cho mất công nhở? nói như anh mà cũng nói, thì sao? nhất thân nhì quen không đúng à? mà không thì về công ty của nhà làm, việc đang nhiều, còn á đang phải đi thuê người kia kìa. Thá em làm với người ngoài cũng không thèm làm với anh đâu. nghe cái tư tưởng đã chán, không hiểu sao anh Kha lại chịu được cái tính khí của anh nữa. ơ, con bé này dám ăn nói với anh trai tốt bụng thế à? không thèm anh lo nhá ba mẹ mất công cho em học hành thì tự em phấn đấu giỏi thì lo cho vợ kia kìa ô hay anh có ý tốt mà em phủi bỏ thế à cái công ty đó thì có gì hay ho mà chị em nhà em không muốn vào đó bằng được thế nhỉ thì đúng chuyên ngành em học cũng đúng chuyên môn chị em theo lý do đó chưa đủ hả ông anh lắm chuyện đúng là ông bà hương mai thấy con trai nói không được em gái thì chỉ cười rồi ngồi ngoài như xem kịch chưa dừng lại ở đó vũ lại tiếp tục bị vợ tua cho một chàng dài anh hay nhỉ đã nói ngay từ đầu là chúng em học về y dược đâu có kinh nghiệm hay kiến thức về bất động sản hay xây dựng đâu mà về giúp anh được chứ Về ai cũng có sở thích và lựa chọn phù hợp anh đã đồng ý rồi bây giờ nói như vậy là sao hả anh chỉ là phân tích thiệt hơn thấy bọn em cực lực quá thì ngỏ ý giúp nhưng mà không cần thì thôi sự phân tích của anh nghe có tâm quá đấy nghe toàn ý chê bai người ta làm gì có lại còn không được rồi từ nay anh không dám cho ý kiến nữa anh mà nói ý kiến thì chị em em đã không phản đối anh vừa rồi là muốn đi cửa sau và không tán thành với chơi công ty người ta kém cạnh đó chồng ạ à. em cầu chốt hạ của hoàng yến khiến ba người còn lại cười ha hà vũ thì ngậm tam luôn không dám ho he nữa vừa thẹn vừa giận mà không làm được gì cô vợ nhỏ bé này ghét thế lát nữa lên phòng thì chết với anh như lịch mà chị dâu thông báo Đúng ngày Gia Linh cầm hồ sơ tới công ty dược PI để ứng tuyển. Cô bước đến công ty từ rất sớm, mà khi đến nơi đã thấy có đông ứng viên ở đó rồi. Có vẻ cuộc tranh tuyển này cũng khá là gai go đây. Ngồi chờ ngoài hành lang không lâu thì có một chị ra thông báo một vài thể lệ bắt buộc và bắt đầu gọi từng người vào trong phỏng vấn. Gia Linh dù lần đầu đi xin việc nhưng không có vẻ nóng vội hay mất chủ quan, cũng không tỏ vẻ khinh thường đối thủ mà lặng im quan sát tình hình diễn biến buổi phỏng vấn. Gần hết buổi sáng rồi Mà mới chọn được một vài ứng viên thôi Số còn lại mới vào chưa lâu đã ra ngay Mà vẻ mặt lúc vào thì vui như hội Nhưng khi ra Thì buồn giàu như đưa đám Xem tình hình này Thì ban lãnh đạo của công ty Cũng cứng chứ không mềm mại gì đâu Không biết lúc tới lượt mình ra sao nhỉ Mấy bác lãnh đạo có nương tay không Hay lại lấy phong cách của người đi trước đầy kinh nghiệm Mà siết chặt nội quy quy định hơn Rồi còn nhiều thứ để gây khó khăn nữa gia linh cứ mải chìm vào mấy suy nghĩ đó thì người bên cạnh huých tay cô này có phải cô tên gia linh không à vâng tôi là gia linh người ta gọi tên cô kìa ồ dạ cảm ơn chị gia linh không vội vàng cô vẫn dành chút thời gian để chỉnh lại quần áo vuốt vuốt tóc một lượt rồi mới bước vào căn phòng phía trước cô tự tin đi thẳng vào trong thế nhưng khi đứng trước ba người lãnh đạo của công ty thì cô hết sức ngạc nhiên vì phát hiện trong số ba người kia cô có quen biết một người Nói quen cho sang miệng Chứ thực ra là do sự cố nên mới biết nhau Hóa ra người ta là một trong những lãnh đạo của công ty Quả này Đúng là không gặp may rồi Gia Linh trong bụng thầm than trách thân phận Sáng nay cố tình bước chân phải ra đường rồi cơ mà Cớ sao lại để cô giáp mặt người không muốn gặp thế kia Nhớ lại hôm mắng anh ta ở club bên Mỹ Vẫn thấy còn xấu hổ Đúng là đen đủi Gia Linh chờ bên họ xem xét hồ sơ Thì len lén nhìn lên vừa hay chạm vào ánh nhìn của người ta. Khi nãy khí thế bao nhiêu, giờ tự nhiên lại có chút rẻ chừng, không biết có nhân tiện mà trả đũa mình không nữa. Gia Linh vội cổ mắt xuống coi như bình thường, cô hít lấy một hơi dài để lấy động lực, thì bất ngờ một trong ba lãnh đạo lên tiếng nói Cô Gia Linh, chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô rồi. Bằng cấp rất khá, nhưng rất tiếc là chưa phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi. Bên tôi cần người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ít nhất là một năm mà cô lại không đáp ứng được điều này nên chúng tôi phải loại hồ sơ của cô. Tôi hiểu, nhưng có thể nghe tôi nói không? Cô cứ trình bày, tôi tôn trọng quy định của công ty đề ra, nhưng tôi rất hy vọng ban lãnh đạo có ngoại lệ, bởi tôi rất yêu thích công việc này và mong muốn được cống hiến sức lực cho công ty. Thực ra sau khi tốt nghiệp, tôi đã có thể đi làm rồi, nhưng tôi nghĩ cần thêm kiến thức cũng như để trau dồi thêm những hiểu biết về y dược hơn nữa, nên tôi đã chọn đi du học thêm 2 năm tôi không mong muốn nhiều gì ở công ty mà chỉ xin cho tôi cơ hội được thử việc ở đây hoặc là thực tập cũng được nếu trong vòng một tháng tôi vượt qua được người đã có kinh nghiệm làm việc một đến hai năm ở đây thì chỉ xin một đặc quyền là ký duyệt vào phần nhận xét trong đơn thực tập cho tôi là được việc này vị lãnh đạo kia chưa nói hết thì trung giơ tay ngắt lời anh ta lại rồi cầm hồ sơ của gia linh kiểm tra sau khi xem xong thì trung bất ngờ phán một câu tôi cho cô cơ hội thử việc ở đây một tháng nếu không làm được thì từ lần sau đừng quay lại đây nữa và cũng đừng khoe ra thành tích du học hai năm thêm lần nào đây có được gọi là ăn miếng trả miếng không nhưng mà thôi ai bảo anh ta là sếp là sếp ý thì muốn nói gì chả được chỉ cần cho mình cơ hội thì tốt rồi sếp thích nói gì thì chị đây cũng đồng ý nhé nhìn cái vẻ chảnh chó chị không thích chút nào nhưng giờ chị đang ở thế dưới nên tạm thời sẽ ngoan như cún Đợi chỉ qua một tháng thử việc, hoàn thành xuất sắc rồi ấy, thì lúc ý chị sẽ khiến sếp phải rút lại lời nói của mình và bớt thói ngạo mạn đi. Gia Linh tỏ vẻ biết ơn tiếp lời vị sếp đen chung. Tôi thực sự cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết mình. Sau một tháng thì hãy nói tiếp, cô ra ngoài đi. Dạ, tôi xin phép. Gia Linh thở vào, cô cúi đầu chào mọi người rồi ra về. Trên đường về nhà, Linh cứ nghĩ mãi, nói gì thì nói. Anh ta cũng không phải kiểu người lấy công việc trả thù việc tư Được rồi Nếu anh đối xử công bằng với mình Thì mình cũng sẽ cống hiến sức lực cho công ty của anh ta Rất nhanh Gia Linh nhận được thông báo đi làm vào ngay ngày hôm sau Hoàng Yến rất vui Vì em chồng được nhận vào công ty mình Từ nay hai chị em là đồng nghiệp rồi Dù là thử việc Thì Yến tin Gia Linh sẽ làm rất tốt Ngày bữa cơm tối Gia Linh hào hứng khoe với cả nhà việc này Thì ai cũng vui Chủ y vũ ra anh lại bắt đầu tỏ vẻ chê bai. Mới là thử việc mà đã hào hứng vậy, em đúng là chả có chút chí khí nào. Anh thôi đi, nói chuyện với anh á chán lắm ý. Anh mày á cũng chả thèm quan tâm, chỉ là cái công ty còn con đó mà cũng khiến hai chị em như được bước vào công ty tầm cỡ quốc tế. Vâng, công ty của anh thì nhất rồi, còn á công ty nhà người ta dù không thuộc tầm quốc tế thì cũng thuộc tầm quốc gia đấy. Vừa lọt vào top 5 công ty có doanh thu lớn nhất trong cả nước đó nha xem bài phát biểu của sếp nhà người ta chưa mà đã chê thế anh thèm vào mà xem cậu ta nói thánh tướng đây không có thời gian nhé gớm nói nghe đã sặc mùi sĩ diện À, con bé này láo thật chưa biết người ta có nhận hay không mà cứ bênh chằm chặp anh đây nuôi mày ăn học tốn bao nhiêu tiền mà dám ăn cây táo rào cây sung á si đợi năm nữa em trả cả gốc lẫn lãi có mấy đồng cũng ki bo xỉ ờ nhớ mà trả đấy nói mà không giữ lời anh ấy là anh cho lên trang nhất luôn ghét cái độ ác mà ơ nhìn mặt vũ đần ra vì bị em gái chọc thì cả ba mẹ và vợ phá lên cười vũ không có ai hợp phe nên hậm hực thì hoàng yến lúc này mới nói câu bênh chồng yêu của mình xem nào nói chung thì công ty của anh trung có tiếng đấy anh ấy cũng thuộc vị xếp có uy và uy tín nhưng với cách nhìn nhận của em thì công ty của chồng vẫn là đỉnh nhất mà không ai qua được vị xếp ác ma dễ thương là chồng em đây nói tóm lại là em rất tự hào về chồng của em uy vũ vừa nãy mặt nhăn như đít khỉ nhưng giờ được vợ khen thì ngay lập tức cười như nông dân được mùa ba mẹ chồng thì quá vui vì sự khéo léo của cô con dâu này gia linh trong lòng cũng rất vui nhưng cô cố tình bĩu môi ra chừng chê bai anh trai gớm đúng là chồng hát vợ khen hay anh tài năng là có thật thì chị em ấy khen được nhé vâng anh thì giỏi rồi lại trả thế. Quỳ vũ không nói với em gái nữa mà quay qua định vợ thì hoàng yến cười tươi gật đầu. Hôm nay vợ chồng đồng lòng thế thì vũ còn mừng gì hơn. Kết thúc bữa ăn anh kéo cô nhanh lên phòng thì yến phản đối. vừa ăn xong đi dạo cho xuôi cơm đã. Thôi đi ra vườn tầm giờ lắm mũi lắm. Mọi tối vẫn đi có sao đâu. Anh lại có âm mưu gì à? Âm mưu gì là muốn cùng vợ ở lên phòng xem phim thôi. Thôi đi Trông cái vẻ mặt san thế kìa Không tin được Anh thích thì đi mà xem một mình Em xuống rủ Linh đi dạo chút Hai vợ chồng đi làm cả ngày Được buổi tối cùng nhau Em định bỏ anh một mình đấy à Lại dở cái bài này ra Anh nói sai sao Ừ thì đúng Quỳ vũ thành công Gạ được vợ ở trên phòng cùng mình Thì cười khoái chí Xem phim gì đâu Kéo vợ lên giường ôm chứ xem gì Hoàng Yến nhận ra ý định của chồng Cơ mà cũng chẳng thèm bóc mẽ nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng anh Vũ bắt đầu mon men làm càn Thì cô nhắc khéo Anh định xem phim gì thế Em muốn xem phim gì Thế anh thích xem phim gì Phim người lớn Biết ngay mà Biết rồi còn hỏi anh nữa Không nghĩ anh á, mặt càng ngày càng dày vậy đâu Vừa mới ăn cơm xong chưa lâu đâu đấy Đến đầu dạ dày mất thôi Vậy mình khởi động trước rồi ăn từ từ Không sợ đau dạ dày đâu vợ Anh được em chiều quá Sinh hồ rồi đấy Uy Vũ càng ngày càng nghiện vợ mình Mà trở nên vô sỉ, vô đối, nhầy nhụa lắm Thời gian còn rất sớm Mà anh đã bắt vợ vận động môn thể thao phối hợp Với cường độ mạnh rồi Từ ngày vợ đi làm Thì cường độ Uy Vũ gần vợ mỗi ngày một tăng Và Vũ cũng để ý tới bản thân mình hơn Trước đây anh rất tự tin Về độ đẹp trai đàn ông của mình Nhưng từ ngày xuất hiện anh trai mưa Tên chung của vợ Thì anh lại có vẻ mất tự tin Bề ngoài không thừa nhận chuyện này Nhưng thâm tâm anh lại có chút để ý và giờ là càng ngày càng trau chút ngoại hình nhiều hơn. Điển hình là vào sáng hôm sau, khi hai vợ chồng chuẩn bị thay đồ đi làm, thì Vũ hỏi ý kiến vợ nên mặc bộ quần áo nào thì chẳng ai như Hoàng Yến lại nói một câu Anh có vợ rồi ấy, thì mặc gì mà chả được. Ơ hay, hỏi ý kiến em á, như không thế nhỉ? Em thấy anh dạo này là trải chốt lắm đấy nhá. Nhanh hết, không muộn giờ làm. Em xuống trước đi, anh xuống ngay đây. Vâng, anh nhanh lên đấy. Ừ ừ, nhưng cái ừ ừ của Uy Vũ là 15 phút sau mới xuống được Chọn tới chọn lui Xịt thơm các kiểu Rồi vuốt keo làm dáng cho tới khi bản thân hài lòng mới thôi Ngồi xuống ăn sáng vẫn còn đùng đỉnh Thì Hoàng Yến nhăn nhó nói Em thấy anh còn mất thời gian hơn là phụ nữ bọn em đấy Anh có làm gì đâu nhỉ Không á làm gì Mà ở trên đó tới gần cả tiếng mới xuống Mà em thấy mùi nước hoa này hơi nồng thì phải thơ mà Dạo này công ty anh Mới tuyển nhân viên mới à Hoàng Yến hỏi khéo Cơ mà chẳng ai như ông chồng Lại trả lời thật thà như đếm Nhiều lúc cũng thông minh Mà đôi khi thì vẫn ngốc đột xuất Sao em biết hay vậy Vừa mới tuyển hai nhân viên sale Chắc phải xinh đẹp, trẻ trung lắm nhỉ Vợ anh này xuất sắc thế Đoán trúng luôn Nhân viên bán hàng thì phải trẻ, phải xinh rồi Lại còn nhá, khéo miệng nữa đấy Ồ, vậy bảo sao Hoàng Yến chỉ nói lấp lửng Thì quay qua dục ra linh Em ăn xong chưa? Chị em mình đi thôi Em tưởng chị đi cùng anh Vũ Hai chị em mình tiện đường Hoàng Yến nói rồi xin phép ba mẹ chồng đi làm trước Uy Vũ còn chưa ăn xong Vẫn chăm chú vào bữa ăn sáng Thì ông Hương vỗ vai con trai Thằng ngốc này Con ngồi đấy mà ăn à Để vợ con đi chung với Linh cũng được Hôm nay Linh đi làm buổi đầu mà Nhiều lúc ý, ba không hiểu á, à, anh sao lại ngốc một cách tự nhiên như vậy Chí khôn đi đâu rồi Ý ba là sao ạ à? Vợ con nó đang ghen kia kìa, kìa. Ơ ba nói gì cơ Còn ngồi đấy mà ăn à Hai đứa nó lên xe rồi đấy Huy Vũ vội vàng đứng dậy Chạy ra ngoài Thì may quá hai chị em chưa đi Anh cười xòa kéo kéo tay vợ Nói lời hòa hoãn Này để anh chở hai chị em đi cho Thôi để em với Linh đi được rồi Anh không tiện đường Không sao bé Linh ngày đầu đi làm Với anh cũng muốn chở em đi Hoàng Yến không từ chối ý tốt của chồng Tuy nhiên cô không ngồi vào ghế phụ mà xuống sau ghế ngồi cùng Gia Linh. Uy Vũ thấy biểu hiện này của vợ thì mới biết là cô như lời ba mình nói, đúng là anh cóc chết tại miệng do có em gái ngồi cùng nên Uy Vũ không nói gì thêm mà chở thẳng hai chị em tới công ty. Vũ vẫn không có ý giữ vợ lại giải thích mà đến công ty anh mới nhắn tin hỏi cô, "Vừa nãy vợ thái độ với anh là sao thế?" "Thái độ gì? Còn nói không à? Em đang ghen à? Anh đừng có mà tự luyến, em đang bận, em làm việc đây." Đúng là em ghen thật rồi ha <laughs> ha Còn lâu Huy Vũ đọc tin nhắn của vợ Mà cứ cười tủm tỉm he he Vợ anh ghen thế này cũng tốt Ghen một chút thế thì chứng tỏ ấy, Càng yêu mình Huy Vũ lại nhắn cho cô một tin trêu chọc Em á, cứ ghen xương xương thế này Đáng yêu lắm Ngoan tối về anh có quà Không thèm Cứ nói không thèm á Xong nhá lại chẳng dứt ra được Đồ vô sỉ Anh vô sỉ với em chứ với người khác mới đáng lo Làm việc đi Tuân lệnh bà xã đại nhân Thả nghìn tim cho em nè Hoàng Yến bên này vừa đọc tin nhắn Lại cũng cười tủm tỉm Đúng là tên chồng đáng ghét Cùng lúc đó Ly đứng cách một khoảng không xa Thấy biểu hiện của Hoàng Yến vậy Thì lên tiếng trêu đùa Này làm gì mà cứ như là đang yêu thế Em có chồng rồi đó má Thế đang hâm nóng tình cảm đấy à Rõ ràng thế ư Ồ, trong cái mệt hiện hai chữ mãn nguyện Thỏ tướng kìa Mà chồng em có soái ca như xếp chung không với em thì không ai qua được chồng mình uầy Xếp chung ấy đã thuộc hàng soái ca rồi mà nghe em khen chồng thế thì cũng một chín một mười nhở có thể xem là vậy à mà xếp chung chưa có người yêu đâu chị xem mà cưa cẩm đi gớm chị là chị không dám với tới tình yêu không phân biệt sang hèn như em với chồng em đây này điều kiện nhà em có lẽ là thấp nhất của xã hội thế nhưng anh ấy không để tâm mà một lòng yêu thương em thế nên ý, chị cũng đừng tự ti Nói là vậy Nhưng cơ bản sếp và chị vốn là hai đường thẳng song song rồi Nói chung chị chỉ hâm mộ Thần tượng sếp thôi Chứ chuyện tình cảm thì không có Ô vậy thì để em giới thiệu chị Với trợ lý của chồng em nhé Ly cười xòa trước câu nói này của Hoàng Yến Cô dừng hẳn công việc đang làm mà hỏi một câu Bộ tôi già lắm hay sao Mà cứ mai mối thế Không già cơ mà thanh xuân con gái có thì Thời đẹp nhất cũng nên yêu cho biết chị ơi Đừng lãng phí Không á sau này lại hối tiếc Thế cậu trợ lý đó của chồng em Bao nhiêu tuổi rồi Uầy chị hỏi em mới nhớ Hình như là 26 thì phải Kém chị một tuổi Em định để người ta lái máy bay à Thôi dẹp đi Ấy ấy hơn nhau một tuổi có là gì Chị họ của sếp chung còn yêu học sinh kia kìa Cậu học sinh đó còn kém chị ấy 3 tuổi Thật á Vâng biết bao sóng gió Họ còn vượt qua được Chị hơn có một tuổi ăn thua gì Mà em nói thật nhá Một khi đã yêu nhau thật lòng á thì tình yêu không biên giới nha. Yeah. Em nói cứ như đọc trong chuyện ngôn tình ra đó nhỉ. Em trước đó cũng hay đọc lắm chị ạ. À. Đọc xong cứ ước ao mình yêu được chàng hoàng tử giống trong chuyện cổ tích hay chàng xoái ca trong chuyện ngôn tình. Thế mà ông trời như hiểu được nguyện vọng của em hay sao ấy. Mà nhá cho em á gặp luôn được xoái ca của đời mình rồi. Có khi còn hơn thế nữa ấy. Ở ngoài đời thực mà kiếm được ông chồng hết lòng vì mình mà còn đẹp trai nữa thì trong chuyện ăn thua gì Ừ, đúng thế thật Có khi chị cũng thử một lần mạo hiểm xem sao Biết đầu phì công lái máy bay Lại chất lư, nhờ? <laughs> Phải liều mới ăn nhiều chị nhỉ Ờ, ờ ý kiến hay Ngày đầu đi làm Gia Linh hết sức chăm chú là thế Nhưng khi giáp mặt trực diện với vị sếp ít nói kia Cô lại có chút không tự nhiên Cũng một phần vì sự cố gặp gỡ Vào năm trước ở bên Mỹ Mà đến giờ cô vẫn còn thấy ái náy nhưng lúc đầu cũng tại bạn anh ta Khiến cô hiểu nhầm nên mới xảy ra chuyện Cô Linh À vâng, sếp gọi tôi ạ à? Cô đến đây là để làm việc đấy Dạ sếp có gì cứ can giản ạ Công việc này cần sự tập trung và cẩn thận Cô còn để tôi thấy thái độ lờ đánh vừa rồi Thì cô rời khỏi đây ngay lập tức Vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ à? Theo cậu này học việc đi Vâng ạ à. Nga ngược là thế Mà đến khi gặp vị sếp này Gia Linh lại bỏ hết vẻ nghịch ngợm của mình Cô lẽo đẽo chuyên tâm theo người cũ học hỏi Và sau một ngày Thì cô cũng nắm bắt được kha khá Hết giờ làm Gia Linh tính đi tìm chị dâu rồi về cùng Cơ mà nghĩ tới việc cần làm ngay Nên cô đi thẳng tới văn phòng của vị sếp kia nghiêm túc nói Vào đi Em chào sếp Trung thấy Gia Linh tìm mình giờ này thì ngạc nhiên hỏi Hết giờ rồi không về Còn tìm tôi có việc gì Xem cho em ít phút được chứ Nói đi Chuyện, chuyện là Nhìn về ấp úng của Gia Linh Thì Trung là người lên tiếng nói trước Cô sợ tôi vì việc riêng Mà trả thù cô à Đúng là Gia Linh lo sợ thật Nên mới lấy hết can đảm gặp Trung giờ này Có điều cô phủi bỏ ngay ý nghĩ đó Mà nói sang vấn đề khác Ồ không ạ Là em rất áy náy về chuyện ngày đó Nên em đến gặp sếp để xin lỗi Nếu cô thật lòng muốn xin lỗi tôi Thì ngay hôm đó đã xin lỗi rồi Chứ không phải để tới tận bây giờ Nhưng tôi nhớ không lầm thì hôm đó cô thái độ với tôi lắm thì phải Không phải đâu ạ à. Hôm đó là em vì tưởng sếp là tên biến thái Nên Sau đó đã giải thích rõ ràng tôi bị oan Vậy tại sao cô không có ý định xin lỗi tôi Đừng có nói là cô bị ám ảnh Nên không nói nổi đấy nhá Lý do này không thuyết phục đâu Là em sai rồi Em chính thức xin lỗi sếp ạ à? Trái đất này cũng nhỏ bé thật Người tôi không muốn gặp thì lại phải gặp Nhưng yên tâm Tôi sẽ công tâm cho cô một cơ hội tôi mở công ty kinh doanh cũng cần phải có nhân tài giúp tôi phát triển nếu cô làm tốt thì cô sẽ có thể ở lại còn sau một tháng không đáp ứng được nguyện vọng của chúng tôi thì cô biết làm gì trước rồi đấy vâng em cảm ơn sếp em sẽ cố gắng không để cơ hội của sếp bị lãng phí đâu ạ à. tôi ghét nhất loại người chỉ biết nói suông em sẽ thay đổi suy nghĩ tiêu cực đó của sếp em cảm ơn sếp lần nữa xin phép sếp em về trước ạ à. Trung nhìn bóng dáng lướt nhanh như mèo con của Gia Linh mà thở dài. Nghĩ lại việc năm trước, anh sang Mỹ hẹn gặp một người bạn mình tại một club bên đó thì vô tình va chạm với Gia Linh. Thời điểm đấy, Gia Linh cũng đi với bạn. Hai người cũng uống kha khá rồi. Bàn của Trung và bàn của Linh ngay cạnh nhau. Khi ấy cũng tại cô bạn của Gia Linh hơi phóng khoáng. Lại gặp ngay ông bạn của anh ham mê tiểu sắc. Nhìn trúng cô bạn của Gia Linh nên bạn anh khi đó có hành động hơi quá trung chưa kịp nhắc nhở thì gia linh đứng phát dậy kéo bạn mình rồi chửi bọn anh là đồ biến thái người trông bình thường nhưng lời lẽ cất lên thì ngoa ngoắt và khó nghe kinh khủng không để lại cho đối phương kịp nói hay giải thích gì luôn gia linh tuôn một chàng dài ra sau đó mới chịu dừng lại đến khi câu chuyện được cô bạn kia giải thích rõ ràng là do cả hai người họ anh tình em nguyện biết trung bị oan nhưng gia linh khi đó không một lời xin lỗi mà chỉ giữ im lặng trung cũng không phải người nhỏ nhen với cũng tại bạn mình gây ra nên không tránh được hiểu lầm với cũng không muốn truy cứu nên anh bỏ qua chuyện đó lúc ấy anh còn ở lại làm việc một thời gian bên đó nên có gặp lại gia linh thêm mấy lần nhưng những lần gặp sau hai người coi như không quen biết cho tới hôm qua khi phỏng vấn trung gặp lại linh nhận ra người quen không muốn gặp nhưng trung không như người khác lấy việc công trả thù việc riêng với cũng nhận thấy thái độ cùng lời nói của linh có phần không giống tính cách vội vàng mà cô đã thể hiện hôm đó nên anh quyết định cho người ta một cơ hội cũng là để giúp công ty tìm ra người làm việc phù hợp anh đã cho cơ hội còn việc nắm bắt được hay không là ở người ta trung cũng tắt máy tính và ra về ngay sau đó nhớ tới có việc nhờ hoàng yến nên anh rẽ qua chỗ cô xem cô còn ở đó không thì lại thấy gia linh cũng ở đây nhìn hai người có vẻ nói chuyện thân thiết cười đùa thì trung có hơi bất ngờ không lẽ mới vào làm buổi đầu tiên mà gia linh lấy lòng được hoàng yến nhanh tới như vậy nếu quả thật có chuyện này thì cô linh này cũng không phải đơn giản đâu nhỉ trung tiến gần tới cửa phòng làm việc thì cả ba người lúc này phát hiện ra sếp của mình tới gia linh gật đầu rồi đứng im một góc ly cũng vậy cô gật đầu chào sếp rồi tiếp tục nốt phần việc sở giang còn hoàng yến thì nhanh miệng hỏi sếp chưa về à ờ tôi có việc nhờ em chút vâng sếp cứ nói đi ạ à. Đi với tôi xem nguồn hàng mới Chắc chỉ mất một tiếng cả đi cả về thôi Cậu trợ lý này có việc bận rồi Em không phải ngại đi cùng sếp đâu ạ à, Mà tại em đang dở việc với chị Ly Hôm nay nhất định phải xong chỗ công việc này Nhưng em để cử người khác đắc lực hơn em đi thay ạ à. Nói về chuyên môn hay liên quan đến thuốc men Thì cô em chồng em là đỉnh lắm đấy ạ à. Hoàng Yến nói xong Không kịp để chung có ý kiến Cũng không cho anh bộc lộ hết sự bất ngờ Ngạc nhiên mà quay qua Linh nhắc ngay Gia Linh, em đi cùng sếp nhé cơ hội thể hiện bản thân với sếp đấy em em gì chứ về nhà cũng có làm gì đâu đi với sếp vừa giúp được công việc mà lại biết thêm nhiều thứ gia linh ngơ ngác sau câu nói của chị dâu quay qua nhìn vị sếp của mình thì lúc này trung cũng lên tiếng cô linh không phiền chứ à vâng em rảnh ạ vậy thì đi thôi vâng hóa ra gia linh là em chồng của hoàng yến bảo sao hai người lại thân thiết tới vậy nhưng qua việc này càng cho thấy rõ hoàng yến ngày càng bạch rõ ranh giới với anh thế là tình cảm thân thiết tự nhiên trước đây đã không còn nữa rồi cả đoạn đường đi tới chỗ hẹn trung không nói gì vẻ mặt cũng toàn là trầm mặc thực sự là không khí ngột ngạt quá khiến gia linh khó chịu cuối cùng cô lên tiếng phá tan bầu không khí trước sếp trung em hỏi sếp vài câu được không nói đi sếp cũng tầm tầm tuổi anh trai em Thế sếp có bạn gái chưa ạ? À? Tôi chỉ trả lời vấn đề liên quan tới công việc, còn việc cá nhân tôi từ chối. Sếp làm gì mà bí mật thế? Tôi và cô mới là ngày đầu tiên làm việc cùng nhau, chưa thân thiết tới nỗi tâm sự chuyện riêng của mình đâu. Người gì mà khó tính lại kiêu căng, chỉ là câu chuyện mua vui thôi mà. Đã thế á, thì chị đây lại cứ thích trêu đấy. Chuyện này bình thường thôi mà, em thấy sếp có vẻ đặt ranh giới quá, em tự giới thiệu về bản thân nhé. Gia Linh 25 tuổi, đã có bạn trai thời đại học, nhưng tình yêu bọ xít đó chỉ kéo dài được tới nửa năm. Từ ngày chia tay đến giờ, vẫn độc thân xếp ạ. À. Tôi không có hứng thú, quan tâm tới chuyện đời tư của người khác. Thực ra xếp biết cũng tốt mà, có hai trường hợp xảy ra, nếu xếp có ai rồi thì thôi, em không đề cập nữa. Nhưng mà nếu xếp chưa có ai, thì biết đâu em cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho việc lựa chọn bạn gái của sếp đấy. Rất tiếc không có trường hợp nào xảy ra cả. Và cô càng không phải mẫu người tôi lựa chọn Mà cô nên tập trung vào công việc đi Còn chưa biết có qua được thử việc không Mà ở đó nói cản Sếp cũng kêu càng quá đấy Nhưng thôi đó là quyền tự do của sếp Cơ mà em vẫn cứ lưu hồ sơ cá nhân ở đây nhé Gia Linh 25 tuổi Chưa có người yêu Từ khi lớn lên đến giờ Trung chưa từng gặp cô gái nào Mà có tính cách giống của cô gái này Một con người mà đa tính cách Giờ này giống như con chim Hót không ngừng nghỉ mà còn hót lời ngang ngược nữa chứ. Trung không muốn mà cũng không thể tiếp lời kiểu này nên chọn im lặng cho tới nơi hẹn. Gia Linh thì buồn cười trước vẻ mặt bất lực của vị sếp tên Trung kia. Cả đoạn đường cô cứ tùm tìm cười mãi. Thế nhưng khi bắt đầu vào công việc thì Linh rất nghiêm túc và cẩn thận. Gia Linh đúng với thân phận nhân viên thử việc đi theo hộ tống sếp thôi chứ không lanh tranh cho ý kiến bừa bãi. Chỉ khi nào sếp hỏi thì Gia Linh nói lên quan điểm của mình thôi. Trung nhận thấy cô nhân viên này ngoài lúc ăn nói tầm bậy tầm bạ ra thì vào việc cũng có chút kiến thức không đánh giá cao nhưng mức khá là có thể sau khi hoàn thành công việc Trung chở Gia Linh về nhà cô trên đường đi Trung cũng không khó đam năm nữa mà có hỏi thăm vài lời cô là con gái ông Triệu Hưng à vâng sếp biết em à có biết qua nhưng anh trai cô thì biết nhiều hơn còn cô thì giờ tôi mới biết là người thân của họ Ba mẹ và anh trai giấu kín em lắm Nói chung là những cuộc tiệc tùng em chưa đi bao giờ Cô cũng không đòi hỏi quyền lợi à Em cũng không thích mấy nơi đó Không thích mấy nơi đó Mà chỉ thích mấy nơi như ba hay club thôi à Sếp đừng có đánh giá em Qua vài lần gặp mặt thế được không Thực ra học nhiều cũng áp lực lắm Em chỉ theo bạn vào đó xả stress thôi Chứ có làm gì quá đáng đâu Việc nào ra việc đó Khen vẫn khen Còn trách vẫn trách nếu cô phạm lỗi Hôm nay ta làm sớm Hoàng Yến rủ Linh đi ăn vặt Tự nhiên dạo này Yến cứ thèm ăn linh tinh Hai chị em đi vào quán vỉa hè ngồi Trong lúc chờ đợi Thì cả hai nói chuyện về công việc Rồi tiện ra Linh hỏi chuyện về sếp Trung Khi được chị dâu cho biết là Trung vẫn vườn không nhà trống Thì Gia Linh cười tùm tìm Hoàng Yến bắt sóng được cô em chồng Có ý với người ta thì dò hỏi Em để ý sếp mình đó à Thì cũng có chút chút Đúng gu của em đấy Thẳng thắn nhỉ giờ cũng tới tuổi lấy chồng rồi còn óng mẹo làm gì anh trai em cũng đúng gu chị đấy cũng là chị thích anh ấy trước và người tỏ tình trước cũng là chị đấy thật á à? ừ. Wow, em hâm mộ chị quá thì em cũng mạnh dạn như chị đi anh trung là người đàn ông ấm áp và tốt bụng đấy sao chị biết rõ về anh ấy thế hai chị em nói tới đây thì chủ quán mang đồ ăn ra hoàng yến đưa xin thiệt nướng cho em chồng rồi vừa ăn vừa kể lại tình hình trước kia mình làm sao mà quen chung sau khi biết toàn bộ sự việc Thì Gia Linh nhìn Hoàng Yến rồi hỏi một câu Trước đó chị chỉ có anh Trung Như anh trai thôi à Ừ, trên đời này người tốt nhất với chị là anh Trung Còn người yêu thương chị nhất Quan tâm lo lắng cho chị là anh trai em Thực sự chị rất may mắn Chị sống tốt thế Thì chị được nhận lại thôi mà Nếu em là đàn ông, em cũng yêu chị đó Còn bé này, thôi ăn đi Ngon thật đấy chị ạ Không nghĩ mấy món ở vỉa hè lại ngon thế này Trước đây anh Trung hay đưa chị đi lắm đấy Anh ấy biết nhiều quán ngon bổ rẻ cục Chị sướng thế Hôm nào chị rủ anh ấy đi chung đi Cho em theo với Ờ thích á thì mai đi liền Nhớ nhá Ok Hoàng Yến ăn liền mấy xiên thịt Rồi cả đồ khác nữa mà bụng vẫn muốn ăn Gia Linh thấy chị dâu ăn ngon miệng Còn hơn cả mình thì buột miệng nói Chị á cứ như là ngén ăn ý Hả Em bảo chị như bị ngén ấy Em no lắm rồi mà trông chị kìa ăn như là năm bốn lăm ấy gì cơ nghén ấy à nghén hoàng yến nói tới đó thì dừng hẳn vứt luôn xiên thịt ăn dở rồi nhầm tính ngày tháng của mình thì cô mắt sáng lên về về đi linh sao thế đang ăn ngon bỏ à không ăn nữa về thôi nhớ chở chị sẽ qua hiệu thuốc mua quay thử thai luôn nhá sao ạ à? chị bị trễ kinh tới mười ngày rồi ơ cái bà này ngày kinh của mình không để ý mà để trễ tới tận mười mấy ngày Thì bình thường cũng có đều đâu Mỗi lần chậm kinh cũng thử nhưng mà chẳng có Lần này em nhắc chị mới để ý Biết đâu ông trời lại cho chị mụn con Hai chị em chở nhau qua hiệu thuốc Hoàng Yến vội vàng chạy vào hỏi mua liền lúc mấy hộp Thì Gia Linh nhắc nhở Trời ơi mua một hộp thôi Có gì mai đi bệnh viện kiểm tra cho chắc Thế cứ mua hai hộp đi Chết cái bà thôi Tự nhiên chị hồi hộp quá Có cần gọi cho anh trai em Đến đón chị không anh vũ vừa nhắn tin về đi tiếp khách không ăn cơm nhà rồi trông chị kìa chưa gì chân tay đã luống cuống không biết nhìn thấy hai vạch thì biểu hiện sao nữa chị chị hồi hộp lắm linh ạ à. được rồi bình tĩnh nào lên xe em trở về ừ hai chị em vừa quay người rời đi thì nghe như có ai gọi hoàng yến đứng lại thì là tiếng tuyết anh lại vang lên yến ô chị đấy à đi đâu vào đây à tôi đi mua ít thuốc chị cũng đi mua thuốc hay chỉ tiện qua đây chị đi mua thuốc mà cũng đang tính gọi cho em có việc gì vậy ba mẹ đang ở chỗ chị mẹ bị ốm em có rảnh thì qua thăm bà nhé ông bà lên chỗ chị bao giờ vậy mà bà bị sao mẹ cảm thấy không khỏe hai hôm rồi nhưng chiều qua ba mới đưa mẹ lên chỗ chị mẹ ho nhiều mà còn bị đau lưng nữa được rồi chị cứ về đi tối tôi gọi cho bà em không định đến thăm mẹ sao để xem chúng tôi có đồng ý không đã em chúng tôi về đây hoàng yến chuẩn bị lên xe thì tuyết anh lại gọi giật lại yến dù gì ba mẹ cũng nuôi nấng em nhận em làm con mà em không nỡ đến thăm bà ấy ư chuyện này chúng ta rõ hơn ai hết mà tôi không hiểu mọi người cố làm khó là vì lý do gì không ai làm khó em mà chỉ nhắc em nhớ ơn nghĩa vẫn còn đó hoàng yến cười nhạt hai từ ơn nghĩa thật nặng nề nhưng cô cũng đã trả hết rồi mà người phủi bỏ hát hồi cô cũng là họ rồi giờ lại muốn gì đây tôi là con người chứ không phải là đồ vật tôi cũng có cảm xúc đấy nên đừng muốn làm gì tôi thì phải theo đó huống chi người hát hồi tôi chính là mấy người tôi đã trả hết nợ rồi nên lần sau đừng làm phiền tôi nữa tiện đây tôi chỉ có thể gửi lời hỏi thăm thôi em chị cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế mấy từ chị chị em em này tôi không có phúc hưởng vậy đâu nên nó chỉ cứ thể hiện rõ bản chất của mình đi Mày Gia Linh thấy sắc mặt của Tuyết Anh thay đổi Và còn định giơ tay đánh chị dâu Thì cô nhanh nhẹn đứng lên chắn ngang Và đẩy mạnh Tuyết Anh ra Chỉ tay cảnh báo Cô định làm gì vậy Mày là con nào mà xen vào chuyện của tao Cút Đang cố gắng lịch sử Thì lại khiến Gia Linh nổi máu gia tộc ác ma lên Mẹ kiếp Bà đây không dễ bị ăn hiếp đâu Bà là triệu Gia Linh đấy Bà cứ thích xen vào thì làm gì được bà Tuyết Anh cũng đang lên cơn điên Nên không chú ý tới họ của Gia Linh Mà chỉ nhìn vẻ mặt ngầu của cô Thì càng tức điên Nên cũng không vừa mà đáp trả Mày lớn gan nhỉ Mày biết tao là ai không mà nói to thế Bà ấy, cóc cần biết mày là con nào nhá Nhưng mà chỉ cần động vào một cọng tóc của chị bà ấy Thì bà cho mày biết mặt đấy Còn rảnh láo tuét Mày thích ăn đòn đúng không Bà ở đây không sợ nhá Cả nhà mày chỉ thích quen ức hiếp người khác Chị Yến hiền lành nhường nhịn Chứ bà đây á thì không nhá Hoàng Yến sợ xảy ra đánh nhau thật Vì trông hai người bây giờ như hai con gà chọi Tuyết Anh thì cô biết Sự hùng hãn chỉnh thượng rồi Nhưng còn cô em chồng Gia Linh Từ ngày nào tới giờ cô mới được thấy vẻ mặt này Bình thường thì nhanh nhào dễ thương Mà khi căng thẳng cũng gây gớm thật Hoàng Yến lo sợ xảy ra chuyện không hay Nên kéo tay Gia Linh khuyên nhủ Bỏ qua đi em Chúng ta đừng chấp chị ta nữa Nó chỉ bằng tuổi em thôi để em á cho nó phát cho chùa Thôi chị xin Đánh nhau hay hò gì Mà không may em bị thương Bà mẹ trách chị lại lo cho em nữa Thôi về thôi Hoàng Yến khuyên can Linh đã bắt đầu xuôi xuôi rồi Thì Tuyết Anh lại vênh mặt lên thách thức Đúng là hai con cóc ghẻ hợp nhau Thích khoe mẽ thì làm đi Mẹ mày đứng đây xem chúng mày định làm gì nào Một lời này của đối thủ Khiến cho Gia Linh bốc hỏa luôn Cô gạt tay chị dâu ra mà nói lớn Chị để em cho cái con não tàn này một trận Con này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ Mày có là bà tướng ấy Thì hôm nay tiểu thư triệu này Cho mặt mày như cái bánh bao luôn Hai người lao vào nhau bốp chát Thì Yến kéo vội em chồng ra Nhưng lúc này Linh như con hổ vồ Rồi và Tuyết Anh Cũng như con trâu hàng tiết Đang trong cơn bí bách thì Yến kêu to lên Em mà không dừng lại Chị không giúp em tán xếp đâu nhá Câu này đúng là có tác dụng thật Động tác túm tóc đối phương của Linh dừng lại ngay nhưng Linh cũng không để bị ăn hiếp Mà đẩy mạnh một cái Khiến cho Tuyết Anh ngã rúi xuống đất Yến nhân cơ hội ghé tai Linh nói nhỏ Anh Trung Không thích kiểu con gái ghê gớm như mày đâu Hiền dịu thông minh Mới là gu của anh ấy Gia Linh nghe vậy thì im lặng Rồi sau đó quyết định thôi không đánh nhau nữa Nhưng trước khi rời đi Cô vẫn cảnh cáo Tuyết Anh Tốt nhất Mày đừng có xuất hiện trước mặt tao lần nào nữa Nếu không ấy Mày không có cơ hội như hôm nay đâu Mày có ngon thì đứng lại đấy Tao á sợ mày chắc Bà mày nể mặt chị Yến nhá Chứ cỡ mày một đòn thì răng môi lẫn lộn Bà đây đai đen tay quần đồ đấy Cái loại bánh bèo mày á không có gì có tuổi Nên là đừng có cao giọng Hoàng Yến không để hai người đôi con nữa Mà kéo ra Linh lên xe Cả hai thắt dây an toàn xong Thì cô lại dọa Linh Từ giờ bỏ thói hung hăng đi nhá Điểm đạm đáng yêu Mà thông minh thì anh Trung mới thích Đánh nhau như này mà để anh Trung biết Thì coi như công cốc Vậy á, em nghe lời chị Nhưng mà có sợ cái con não tàn kia Nó mách anh Trung không? Không lo, chị ta không đoán biết em thích anh Trung đâu mà sợ Còn rảnh láo toét Nay á không vì hoàng tử của em ấy Thì á, nó xong đời rồi đấy Thôi bớt đi cô nương Cũng đành đá quá cơ Gặp mấy cái con này phải chiến chị ạ à? Mình mà lịch sự nó lại tưởng mình yếu thế Còn khốn Cả nhà nó là cái lũ không có tình có nghĩa Tốt nhất chị cũng không cần phải ái náy gì hết Bà ta có khi á cũng chưa chắc ốm đau gì đâu Nghe cái giọng điệu của con danh kia Chắc lại âm mưu hại chị đấy Ừ thôi về thôi Không đi thăm bà ấy nữa Có gì chị sẽ gọi điện Coi như cũng đủ tình đủ nghĩa rồi Nên thế chị ạ à. Xe lăn bánh một đoạn Hoàng Yến quay lại nhìn về phía sau Thì thấy Tuyết Anh vẫn mặt hàm hàm sát khí Nếu quả thực Gia Linh có võ thật Thì xác định Tuyết Anh hôm nay ăn đủ rồi Thấy tò mò nên Hoàng Yến hỏi Linh Em học võ thật à? Vâng, ba mẹ với anh Vũ sợ em bị bắt nạt nên cho em đi học từ cấp hai cơ. Thế đã đánh ai trọng thương chưa? Em học chỉ là để phòng thân thôi, chứ đánh đấm gì. Tại vừa nãy em còn cá ngão đó, định ra tay với chị thì em dọa thôi. Lần sau có gì thì đấu khẩu thôi nhá. Chứ đấu võ, chị sợ lắm. Vâng, chỉ cần anh Trung thích hiền dịu thì em sẽ học cách hiền dịu ngay. Em đúng là... Thật sự càng tiếp xúc nhiều hoàng yến càng nhận ra vẻ đáng yêu của cô em chồng một cô gái cá tính như thế này nếu anh trung sở hữu được thì hay quá rồi mình phải nhiệt tình trong việc mai mối mới được nếu thành công ấy thì tình cảm càng thêm gần gũi yến vui mừng lại xoa xoa cái bụng của mình rồi lại nhớ đến chồng ước gì có em bé thật thì vợ chồng cô hạnh phúc biên mãn rồi về đến nhà yến không chờ đợi được mà vào thử luôn giây phút chờ đợi ngắn ngủi thôi nhưng cô rất hồi hộp hai tay ôm ngực nến thở chờ kết quả thì một vạch rồi hai vạch hiện lên yến bất ngờ tới không khóc được cũng không nói nên lời mà cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc que thử thai phải tới hai mươi phút sau cô mới ra khỏi phòng tắm cầm vội đi xuống nhà khoe với ba mẹ chồng ba ơi mẹ ơi con có thai rồi ạ à. có có rồi hả con vâng kết quả con vừa thử đây ạ à. bà thu mai cầm lên xem Thấy hai vạch đậm thì mừng rõ rồi nói Rõ nét thế này Thì tuổi thai cũng lớn rồi đấy Từ nay á đi lại cẩn thận con nhá Vâng ạ à, Mẹ vui quá Ông Hưng cũng mừng không kém vợ Đi ra đi vào rồi còn không chờ được Đã gọi điện khoe anh em họ hàng luôn Trông ông có khi á còn vội vàng hơn cả con dâu Và con trai rồi Bà Thu Mai dục con lên tắm rửa nghỉ ngơi Còn dặn từ nay không được đụng vào Bất cứ việc gì nữa Hoàng Yến cảm thấy đúng là xấu kiếp cô quá may mắn. Trong cái rủi đúng là cô lại gặp hên, lấy được chồng đẹp lại giỏi giang. Ba mẹ chồng thì hài hòa thương con cái, không để ý sang hèn hay dâu con. Cô xúc động đến rơi lệ, thì bà Thu Mai lại tưởng con dâu làm sao, nên vội vàng hỏi han: Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Nói mẹ nghe. Không ạ, à, là con quá hạnh phúc. Con cảm ơn ba mẹ đã yêu thương lo lắng cho con, coi con như con gái của mình. Tưởng gì là mẹ hết cả hồn Lại đây Với ba mẹ con nào cũng là con Chỉ cần các con ngoan ngoãn hiểu chuyện Thì ba mẹ không có ý kiến gì hết Vâng ạ Nào nín đi Đang mang bầu không được khóc Không á, sau này con nó lúc nào cũng nhăn nhó đấy Vâng ạ Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm Mà chồng con hôm nay còn chưa về nữa Dạ anh ấy vừa nhắn con là không về ăn cơm nhà mẹ ạ Lại đi tiếp khách à Vâng Thế con lên phòng đi Vâng ạ Hoàng Yến vừa lên phòng chưa lâu Thì Gia Linh đi xuống Nghe mẹ khoe chị dâu có bầu Thì Gia Linh cũng phấn khích không kém Thế là con được làm cô rồi hả mẹ Ừ chị dâu con có bầu rồi Con cũng mau lấy chồng đi Cho mẹ còn lên chức bà ngoại Con sẽ đẩy nhanh tiến độ Để ba mẹ mau lên chức Thế có bạn trai rồi à Hiện tại con chưa trả lời ba mẹ được Nhưng mà con hứa sẽ trong năm nay thôi Vậy mẹ đợi đấy nhá năm nay á, là phải xong hỉ lâm môn vâng ạ à, nhất định rồi hoàng yến ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ ngơi định gọi thông báo cho chồng vui nhưng lại sợ anh đang nói chuyện với khách sẽ không tiện suy đi tính lại bảo đợi mà vẫn háo hức nên cô quyết định nhắn tin gửi đi anh ơi anh tiếp khách nhưng mà đừng say nhé nếu có thể thì về chùa sớm chút em có chuyện này muốn nói với anh cứ tưởng phải đợi lâu chồng mới trả lời nhưng rất nhanh sau đó uy vũ nhắn lại luôn có chuyện gì vậy em? Chuyện vui lắm. Em làm anh háo hức đấy. Em đợi anh về thì nói ạ. À. Anh tiếp khách đi nhá. Ừ, đợi anh. Vâng. Nghe chồng bảo đợi thì Hoàng Yến xác định có sớm thì cũng 11 giờ đêm mới về. Nhưng cô nằm đâu được nửa tiếng thì đã nghe tiếng cạch cửa và sau đó là bóng dáng chồng đã xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt anh ánh lên niềm vui khó tả còn Yến thì bất ngờ quá đầm ra lắp bắp. Anh, sao anh về giờ này? Em chả bảo anh về sớm còn gì Nhưng mà Vì quá tò mò Nên Vũ gọi hỏi em gái xem là cô có việc gì Không ngờ lại được biết chuyện vui quá như này Nhưng xem ra vợ anh Muốn dành cho anh điều đặc biệt Nên Vũ làm như không biết mà hỏi cô Anh về rồi Em nói xem có chuyện gì đi Anh bỏ khách mà về thế này Có sợ người ta không vui không Anh sắp xếp chu đáo rồi Chuyện của em quan trọng hơn Ổn chứ à Yên tâm anh đã lo ổn thỏa. Vũ đi lại ngồi xuống cùng với vợ rồi lại gặng hỏi. Nói xem, em có chuyện gì muốn nói cho anh nghe? Hoàng Yến không trả lời ngay mà cầm tay anh đặt vào bụng mình xúc động nói. Mình có con rồi, chồng ạ. À. Lúc tối em thử rồi, hai vạch rõ lắm. Thật à em? Vâng, đây này. Yến sợ chồng không tin nên bỏ tay anh ra, mở ngăn kéo lấy chiếc que thử thai đưa cho anh xem. Vũ đã biết qua lời em gái nhưng giờ nhìn thấy bằng chứng này thì càng vui hơn anh nghẹn ngào ôm vợ vào lòng nói nhỏ cảm ơn em vậy là anh được làm ba rồi em vui lắm anh ạ à. anh cũng vậy từ giờ đi lại cẩn thận chút ăn uống cũng phải xem kỹ càng với chuyện đi làm thì để anh và linh đưa đón em nhé vâng đợi anh anh đi tắm cho hết mùi rượu đã rồi vào nằm với em vâng ạ à. ngày hôm sau đi làm vũ đưa vợ và em gái đến công ty ở nhà đã dặn dò rồi nhưng khi xuống xe Thì Vũ vẫn cẩn thận nhắc lại mấy lời cho vợ nghe Yến nghe chồng nói thì chỉ có cười và gật gù Còn Gia Linh đến sốt ruột Với kiểu quá cẩn thận của anh trai Nên phản ứng Em á sợ anh quá rồi đấy Ở đây còn có em nữa cơ mà Với sếp em là người rất thân thiết của vợ anh đấy Không ai làm khó hay bắt vợ anh làm vất vả đâu Nghe anh dặn từ sớm đến giờ Mà em não hết cả ruột rồi Mày thì biết cái gì Vâng em không biết nhưng mà cái cơ bản em biết Sợ anh hết hồn mà xem kìa, hai ông bà cứ như cặp đôi hoàn hảo ấy Eo ơi, xến á, chết khiếp Kệ vợ chồng tao Vâng, kệ Hai anh em nói tới đây Thì nghe tiếng chung vang lên ở đằng sau Anh chị em vợ chồng đưa nhau đi làm Mà khâu tạm biệt hơi lâu nhỉ Ô em chào sếp Anh ạ à. Tiếng của Gia Linh và Hoàng Yến cất lên chào chung Thì anh gật đầu đáp lại Còn Uy Vũ thì mặt lúc này đã đổi sắc Anh nghiêm nghị gật đầu một cái như lịch sự Vũ dục vợ đi vào còn mình trở lại xe thế Nhưng mà vừa mới quay đi Thì anh lại quay lại Bỏ bớt vẻ nghiêm túc xuống mà nói với Trung Cậu Trung Tôi phiền cậu chút nhá Có việc gì anh cứ nói Dù gì cậu cũng là chỗ thân thiết của vợ tôi Nên tôi có ý nhờ vả luôn Chả là vợ tôi đang mang thai Nên phiền cậu giao việc nhẹ nhẹ cho vợ tôi thôi nhá Một câu này nghe có ý là nhờ vả Nhưng thực chất là đánh tan ý định Nếu có của Trung với vợ mình Uy Vũ thả đánh nhầm còn hơn bỏ sót nếu trung quân tử như lời vợ nói thì khi nghe anh nhắc nhở thế sẽ không còn tơ vương gì nữa cậu trung việc này cậu có giúp được không à được anh yên tâm công việc của yến cũng không vất vả gì đâu vậy thì tôi yên tâm rồi chúc mừng gia đình anh cảm ơn cậu nếu không còn gì tôi xin phép đi trước không phiền cậu nữa hoàng yến vô tư không biết chồng đang phủ đầu tình địch mà cô lại nghĩ là anh chỉ khoe khoang nên cô đánh vào tay anh mắng vốn em ấy còn chưa đi khám xét sao mà anh đã khoe rồi chiều anh về sớm đón em đi anh hẹn bác sĩ rồi đấy thôi anh đi làm đi ừ hoàng yến thì vô tư như thế nhưng gia linh thì rất mau chóng nhận ra thái độ của trung nếu cô đoán không lầm thì trung thích chị dâu của cô bảo sao anh trai cô lại nói mấy lời này ra xem ra người đàn ông có vẻ ngoài khiêm nhường kia lại đang có rất nhiều tâm trạng mà tất cả có lẽ là liên quan đến chị dâu Hoàng Yến này. Cũng không khác được, bởi trước đó hai người từng là thanh mai trúc mã, có thể là chị dâu chỉ coi chung là anh trai, nhưng còn Chung lại dành cho chị ấy một thứ tình cảm đặc biệt, đó là tình đơn phương. Từ sau hôm biết Hoàng Yến có thai thì Chung gần như vắng mặt tại công ty cho tới hôm hết thời gian thử việc của Gia Linh thì Chung mới xuất hiện. Gia Linh không biết mình có được nhận ở lại làm việc không nhưng cô vẫn muốn được gặp chung một lần để nói chuyện cũng như hoàn thành yêu cầu của cô. Đi thẳng lên phòng làm việc của Trung gõ cửa, mọi lần cũng hay lấy cớ để lên, nhưng giờ này lại có chút mất tự tin. Nghe tiếng anh nói mời vào rồi, nhưng khi bước vào trong phòng thì vẫn thấy Trung cắm cúi vào màn hình máy tính, bấm bấm, cũng không chịu dừng lại để tiếp cô vài phút mà chỉ liếc một cái rồi hỏi. Cô có việc gì không? Một cảm giác hổ đỡ thoáng qua, nhưng Gia Linh biết giờ này không phải là lúc nghĩ đến điều đó mà việc cần giải quyết lúc này là làm sao có thể ở lại đây tiếp tục nên cô bỏ qua cảm xúc muộn phiền mà nói với trung em xin xếp vài phút thôi được không cô cứ trình bày trung vẫn không dừng tay mà chỉ nhắc như vậy càng khiến cho gia linh thất vọng nhưng lại lần nữa cô mạnh mẽ mà nói tiếp em đã hoàn thành thời gian thử việc nếu em không đạt thì xếp cho em xin mấy lời nhận xét vào hồ sơ của em ạ à cô đến tìm tôi là vì việc này à? vâng, thái độ rừng rưng cùng câu hỏi lạnh nhạt khiến cho gia linh mất hết ý chí. chắc chắn là cô bị loại rồi. vẻ mặt của cô thất vọng thấy rõ. thì đúng lúc này trung dừng hẳn công việc đang làm. anh lên tiếng. sáng nay tôi có nhắc cậu trợ lý về việc này, nhưng chắc cậu ấy quên hoặc chưa kịp thông báo cho cô. tiện cô ở đây hỏi, thì tôi trả lời luôn là cô đã vượt qua. em được nhận rồi à? cô làm gì mà vui như đỗ đại học thế còn hơn thế nữa sếp ạ à? cô làm tôi ngạc nhiên đấy không làm chỗ này thì làm chỗ khác có sao đâu nhưng mà em thích công ty của sếp vậy thì về chăm chỉ hơn nữa vâng ạ à, ngày mai sẽ ký hợp đồng chính thức em cảm ơn sếp được rồi tôi đang bận cô về đi vâng em xin phép ạ à. linh rời đi mà lòng hân hoan chưa lúc nào cô lại cảm thấy yêu đời đến vậy lúc đỗ đại học cứ tưởng là vui nhất đời rồi nhưng không ngờ được ở lại làm việc cùng với người mình thích lại hạnh phúc tới vậy nhất định cô sẽ tán đổ anh xếp lạnh băng kia đem trái tim ấm nóng của mình sửa ấm trái tim đơn phương của người ấy từ hôm chị dâu mang bầu thì ông anh vũ tự mình đưa đón vợ đi làm chỉ khi nào bận quá thì mới nhờ tới em gái là cô đây gia linh một mình một xe lại thành thơi nên rất tích cực trong công việc hầu như ngày nào cũng đến từ rất sớm hôm nay cũng vậy cô là người đi sớm nhất đang đứng đợi thang máy thì bất ngờ thấy sếp chung từ trong đó đi ra trông bộ dạng như là đêm qua ngủ lại ở văn phòng và hình như là anh còn uống rượu nữa không biết là có chuyện gì mà cả đêm ở đây với tình trạng không thể thê thảm hơn thế này gia linh không ngó lơ được nên hỏi thăm sếp ừ, sếp ngủ ở công ty à à ừ tôi bận chút việc nên ngủ lại đây luôn sếp có cần em giúp gì không ạ à? không gia linh đã quen với cái thái độ này của trung rồi nên không lấy làm khó chịu chỉ là cô lo cho sức khỏe của anh nhưng xem ra cô không có cơ hội để lo lắng để quan tâm rồi nhìn những bước chân vội vã của trung đi về hướng để xe mà gia linh thở dài càng thế này càng cho thấy con đường đến với tình yêu của cô thật xa vời buổi trưa được nghỉ ngơi một tiếng gia linh xuống chỗ chị dâu tâm sự việc sáng nay gặp rồi hỏi mấy vấn đề về trung thì Hoàng Yến bày cách cho cô. Anh Trung có thói quen sinh hoạt rất giống anh Vũ, nhưng khác ở chỗ anh Trung thích những món ăn dân dã, thích nghe nhạc ba lát, thích những chỗ riêng tư bởi anh là người hướng nội. Ngoài ra anh còn thích các cô gái có tính cách dịu dàng nhưng thông minh. Bật mí thêm cho em biết là anh Trung rất thích cà phê trồn. Nghe chị dâu nói về sếp Trung như vậy thì Gia Linh lại có chút buồn man mác. Không phải vì ghen với chị dâu mà cô cảm thấy mình khó mà làm được bởi những gì chị dâu nói là những gì mà Trung suy nghĩ Mà những gì anh ấy suy nghĩ Mong ước đều xuất phát từ chị dâu Hoàng Yến này Mỗi người con gái mà anh ấy thích Đó chính là chị dâu của mình Để gạt được cái bóng ấy ra khỏi đầu Một người đàn ông đã trung tình Cả thời thanh xuân như vậy Thì đâu có dễ dàng Gia Linh thở dài trong lòng Cố gắng gạt bỏ nỗi muộn phiền đó mà tâm sự tiếp Anh ấy nói với chị Như thế đúng không hả Ừ, ngày trước cứ mỗi khi chị hỏi là anh ấy đều trả lời như vậy và anh ấy bảo phải tìm được cô gái nào như thế hay là mẫu người như chị cũng được cái ông hầm hấp ấy cứ chung thủy với cái tiêu chuẩn đó nên mãi bây giờ mới ế đấy cả nhà anh ấy dục chị cũng dục nhiều rồi mà cứ khất lần mãi thôi chán lắm em nghĩ là duyên chưa tới đấy chị con trai muốn có vợ phải chủ động đi tìm chứ ai như anh ấy cứ đầu tắt mặt tối vào công việc thì kiếm làm sao được vợ chị nói cũng đúng nhỉ nhưng mà thôi nếu mà Châu không đi tìm cọc ấy Thì để cọc đi tìm Châu vậy Em á, sẽ đi tiên phong Em mà thật là cá tính Chị rất hâm mộ kiểu tính cách của em Yêu là tới, cố lên Chị hậu thuẫn giúp em nhé Nhất trí luôn Bỏ qua cái cảm xúc lắng động khi nãy Gia Linh hít một hơi thật dài Rồi quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình đến cùng Ngay đầu giờ chiều Gia Linh tự mình đi mua cho chung Loại cà phê đặc biệt đó Cô vẽ ra lý do hết sức thuyết phục để mang cho anh ly cà phê với cả tấm chân tình trong đó. Nhưng không ngờ khi cô đặt nó trước bàn làm việc của Trung thì bị anh làm cho vỡ mộng. Tôi không thích uống cà phê nên cô mang ra ngoài đi. Ơ, oh, không phải là sếp thích loại cà phê này à? Ai bảo cô vậy? Cà phê là thứ tôi ghét nhất đấy. Câu trả lời này như một nhát dao đâm xuyên trái tim non nớt của Gia Linh. Cô đau không phải bị anh từ chối tấm lòng mà cô đau vì anh dành quá nhiều tình cảm cho Hoàng Yến. Hóa ra vì thích chị ấy, vì không muốn làm chị ấy buồn, mà thứ anh ghét nhất cũng có thể hóa nói là thích nhất. Chị ấy khoe pha cà phê dở tệ, nhưng anh lại khen ngon và uống rất nhiệt tình. Hóa ra yêu là chết ở trong lòng nhiều đến thế. Gia Linh cười khổ, rồi lặng lẽ cầm ly cà phê đi ra, thì Trung đột nhiên lại nói câu có chút tình người. Dù sao, cũng cảm ơn cô Tại em tưởng sếp cũng thích Nên mới mua Nhưng không sao Em xin phép ra ngoài đây Tưởng chỉ nói cảm ơn thế thôi Không ngờ Trung lại hỏi cô một câu không liên quan Tối nay cô có bận không Sao ạ Thấy cô cũng có tử lượng kha khá Có muốn đi uống vài ly không Với ai ạ Tôi Sếp có tâm trạng à Cô chỉ cần nói đi được hay không À vâng được ạ Vậy hết giờ làm Đợi tôi ở nhà xe Vâng ạ Đến giờ tan làm Gia Linh xuống phòng làm việc của chị dâu Nói chuyện sẽ đi với Trung Và tối nay không ăn cơm nhà Thì Hoàng Yến trêu Mới đây mà đã cua được rồi à Cua gì đâu Em với sếp đi có việc ấy mà Đi đâu cũng được Miễn là sau này có kết quả Em đang cố đây Mà anh Vũ chưa đến à Anh ấy đang tới rồi Vậy em đi trước nhá Ừ chúc đi cùng nhau vui vẻ nhá Vâng Gia Linh đi nhanh ra ngoài đợi chung Vừa tới cửa công ty Lại giáp mặt ngay còn cá ngão hôm nào Định tránh mặt đi Không muốn phiền hà Thì con cá ngão đó lên tiếng gây sự trước Còn danh con đây rồi Hóa ra là mày làm ở công ty của anh tao à Thế thì á, à, mày tới số rồi con ạ à? Tránh ra Tao đếch tránh đấy thì mày định làm gì Cái con nhân viên quèn này Sao rồi hôm nay mày không to miệng nữa à Vậy thì để bà mày dạy cho mày biết Thế nào là lễ độ nhá Lời còn chưa dứt thì Tuyết Anh đã nhanh tay tát cái bốp vào má của Gia Linh. Quá bất ngờ, Gia Linh không kịp tránh né nên ăn nguyên cái tát trời dáng của cô ta. Vì đây là công ty, với phần nữa là vì chung nên Linh cố gắng nhịn xuống mà chỉ nói Tôi không đánh trả, không phải vì tôi sợ mà là tôi không muốn làm loạn ở công ty nên phiền cô tránh sang một bên. Tao không tránh đấy, còn chó. Bà mày hôm nay phải dạy cho mày một bài học mới được. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Biết đây là công ty của anh họ có khác, nhưng lần này cô không để bị ăn tát nữa đâu. Cũng không sợ trông nhìn thấy nữa. Mày thích thì tao chiều nhá. À, còn danh, cho mày chết này. Nhưng Tuyết Anh chưa kịp vung tay, chạm tới người Linh, thì đã bị cô đạp cho một trưởng ngã rúi rụi xuống đất. Khi đó thấy có mấy nhân viên đi ra, mà cũng vừa lúc nhìn thấy anh họ đang đi tới, nên cô ta không chống lại mà gào mồm lên ăn vạ. Vừa bước ra khỏi cửa công ty Đã chứng kiến một màn này Thì Trung thở dài đi lại đỡ Tuyết Anh dậy rồi hỏi Han Sao vậy? Là cô ta đánh em Trung ngước lên nhìn ra Linh Nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ đứng im Qua vài giây thì Trung lại hỏi em họ mình Là em gây sự trước đúng không? Em không có Vậy năm đầu ngón tay In trên má người ta từ đâu mà ra Là không có việc gì hay sao Mà tìm đến đây rồi gây sự với người ta vậy Mà hai người quen nhau à Em mà thèm quen với loại đó Là lần trước nó và con Yến hùa vào Muốn ăn thua với em Hôm nay em gặp lại là muốn cho nó biết phải trái thôi Anh không biết Bọn em xảy ra cái cự gì Nhưng việc em đến công ty anh làm loạn là không được Còn bao nhân viên nhìn vào nữa Vậy em nên dùng từ ngữ cho lịch sự đi Cái loại con gái như này Em cần gì phải lịch sự Đây là Gia Linh Em chồng của Yến đấy Sao? Sao ạ? Đều là người quen cả Nói câu hỏa hoãn với người ta đi mình lớn rồi đừng có làm mấy trò đùa con nít nữa con gái ẩu đả cãi cọ còn ra thể thống gì tuyết anh giờ mới nhớ lại lời của gia linh hôm đó hét lên bà là triệu gia linh ôi thế là mất điểm rồi không nghĩ rằng gia linh lại là em của uy vũ cô ta cứ vậy mà gào thét trong lòng thầm trách bản thân nông nổi không suy đoán mà vạ đâu nói đó rõ là vụ ẩu đả lần trước còn nói láo lắm rồi vừa mới đây còn trịnh thượng ta đây nhưng rất nhanh cô ta trở mặt như trở bàn tay Nếu thế gian này cô ta đứng số 2 Về độ lươn lẹo, lật mặt Thì không ai đứng số 1 đâu Gia Linh Tôi xin lỗi nhá Tôi không biết, có gì xí xóa nha Cô thay đổi nhanh quá đấy Nhưng mà hợp lý, xí xóa cũng được Nhưng mà phiền cô tránh ra chị dâu tôi ra Tôi và Hoàng Yến không có gì đâu Chỉ là tính tôi nóng Đôi khi thất thố chút thôi Chị nói không có gì, tốt nhất là không có gì Đừng để tôi thấy có gì đó Thì chị không yên đâu Được, được Trước đó Gia Linh luôn nhắc nhở bản thân Phải vì chung mà nhịn xuống tất cả Muốn thay đổi vì anh Nhưng khi nãy vô tình nhận ra Một điều rất tinh ý ở chung Nên cô quyết định hãy cứ là chính mình Mà không phải là một ai khác Nếu cứ cố gắng thay đổi để biến mình Thành cái bóng của người khác Thì đó là một sai lầm Gia Linh nói rồi đi thẳng ra xe đợi Trung trước Trung nhắc Tuyết Anh đi về rồi mình cũng di chuyển ra xe. Trung không nói trực tiếp với Gia Linh nữa mà ngồi trong xe nhắn tin cho cô gặp nhau ở quán X. Hai xe ô tô đỗ cách nhau không xa nhưng Trung lại chọn cách nhắn tin. Gia Linh xem tin mà cười buồn nhưng cũng trả lời đồng ý rồi chạy xe thẳng tới đó. Khi cả hai tới nơi hẹn ngồi cùng vào bàn và gọi đồ ăn xong thì Trung mới chính thức nói chuyện với Linh. Chuyện khi nãy ở công ty tôi thay mặt em họ xin lỗi cô nhé. Em không dám nhận lời xin lỗi của sếp đâu tuyết anh tính tỉnh tiểu thư lại nóng vội nên cô thông cảm nha chuyện của phụ nữ ấy mà qua rồi thì thôi ạ à, mình nói chuyện khác đi sếp trung không nói nữa mà với anh chủ động rót vào hai ly rồi đẩy về phía gia linh uống chứ vâng em mời sếp rượu này hơi nặng đấy cô uống bao nhiêu thì uống em theo được cạn hết một ly trung định tiếp tục thì gia linh với lấy chai rượu trước rồi rót vào ly của anh thời gian còn sớm xếp uống ít một thôi không có hết rượu trong xe tôi còn nhiều hôm nay xếp định cho em đọ tiểu lượng hay sao mà chuẩn bị nhiều thế cô muốn đo cũng có thể đấy vậy chúng ta uống thôi cả hai cạn hết ly này đến ly khác thức ăn cũng lên hết món rồi nhưng chủ yếu vẫn chỉ là uống và uống Gia Linh thấy rõ chung có tâm trạng nhưng cô không muốn bóc mẽ mà có bóc mẽ cũng chẳng có kết quả nên cô chọn làm bạn rượu cùng anh hôm nay xếp muốn say không sao cô lại hỏi vậy thấy mức độ ham rượu của sếp thì em nghĩ chỉ có câu hỏi đó cô không cần tỏ ra thông minh vậy đâu em hỏi thật lòng vì em cũng đang muốn có cảm giác say đây sao vậy thất tình hay có chuyện vui em là yêu đơn phương biết không có kết quả mà vẫn yêu nên giờ lấy rượu làm bạn có được không sếp trung không nghĩ gia linh lại thẳng thắn thế anh và cô thân chẳng thân chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng cô lại nói chuyện này ra một cách vô tư hóa ra cô bé này cũng có chút đơn thuần giống hoàng yến nhưng biểu hiện rõ nhất vẫn là cá tính mạnh mẽ thẳng thắn nghĩ lại mình vẫn hèn kém hơn rất nhiều trung thở dài cầm ly rượu uống cạn sau đó mới tiếp lời linh nhưng không phải câu trả lời mà lại là một câu hỏi chất vấn tôi nhớ không nhầm thì hôm đi cùng tôi lần trước cô nói mình hiện tại không có bạn trai mà sau giờ này lại nói yêu đơn phương và rồi muốn tìm rượu bầu bạn có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ đúng là khi ấy em chưa xác định được nhưng sau đó em mới biết mình có tình cảm với người ta rồi cô mạnh dạn lắm cơ mà bị đánh trượt khỏi vòng phỏng vấn mà còn miệng lưỡi nói công ty tôi cho cô cơ hội vậy sao trong chuyện tình cảm lại không tự tin mà nói cho người ta biết rồi chọn thích đơn phương vì em không có cơ hội người ta từ chối hay sao không ạ, à, người ta còn không biết em thích mà. Vậy thì tại vì sao? Bởi vì người ta cũng thích đơn phương một người khác, cho nên em không có cơ hội." Gia Linh trả lời câu này thì nhìn thẳng vào Chung, khiến anh mất tự nhiên. Anh vội gạt bỏ giây phút lúng túng bằng cách cầm ly lê rượu lên. "Bỏ đi, chuyện của cô rắc rối quá. Uống nào, cạn hết hay là 50 thôi à?" "Tôi hết, còn cô tùy." "Vậy em theo xếp." Cứ thế Gia Linh cũng không chịu thua Trung Ly nào Cho đến khi ngà ngà say Thì Trung kêu cô dừng lại Được rồi, uống nữa cô không đi về được đâu Giờ này đi về thì công an cũng tuyết còi Em gửi xe lại đây, xếp cứ uống đi Uống tiếp cô say, tôi phải đưa cô về à? Không, em đi taxi Một bàn thức ăn gần như còn nguyên Nhưng chai rượu mạnh đã hết Và thêm nửa chai nữa rồi Trung nhìn Gia Linh không tiếp tục được nữa Thì ngăn lại để nửa chai này hôm nào uống tiếp về thôi. Sếp vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Cô cũng còn sầu rượu đấy. Tôi tưởng tiểu lượng cô khá khá thôi, cơ mà trên loại khá rồi. Cảm ơn sếp quá khen. Tự nhiên tôi sức vạ vào thân. Em đi hầu rượu sếp còn gì nữa? Chỉ được cái lý lẽ. Em không đứng vững nữa rồi, sếp ạ. À. Gia Linh vừa đứng lên là chỉ trực ngã xuống. Cô bám vội xuống vai ghế rồi lại nói trần nhà cũng quay rồi uống cho lắm vào tại rượu của sếp ngon mà ngon hay là do thất tình thì cả hai nói tóm lại là giờ ấy, em không bước được nữa đâu sếp dìu em đi đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào lần sau sếp muốn có bạn rượu ấy cứ gọi em em hứa sẽ tỉnh táo tôi chừa rồi sếp qua cầu rút ván nhanh thật đấy nói bớt lại đi người nặng chết đi được em á chỉ là hơi mũm mĩm tí thôi mà xếp với anh trai em giống nhau thật đấy chỉ chê người khác thôi tôi mà thèm giống anh trai cô Chật tự đi trung đỡ linh ra tới ngoài cửa hàng thấy có nhiều taxi mời mời chào chào giờ còn sớm đấy nhưng say xỉn như này làm sao anh yên tâm để linh đi taxi về được tốt hơn hết là anh trở về nhà cho an toàn trung thở dài quyết định dìu cô lên xe của mình để cô nằm ngay ngắn ở ghế còn mình thì trở lại ghế lái đây là lần đầu tiên trung đi với cô gái say xỉn mà lại là người anh mới quen biết nếu nói mức độ thân thiết giữa linh và anh thì không có nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô cô lại luôn cho anh cảm giác thoải mái xe chạy bon bon mới đó mà đã tới nhà gia linh trung đỗ xe lại quay xuống gọi thì đã thấy cô ngủ say rồi nhìn dáng vẻ vô tư này trung bất giác lại thấy thêm một điểm nữa giống hoàng yến tự nhiên trung ngây người mất mấy giây nhìn người ta sau đó giật mình vỗ vỗ tay lên chán anh quay người lấy điện thoại tính gọi điện cho hoàng yến nhưng sau cùng lại bấm số gọi cho uy vũ lúc này hai vợ chồng vũ đang nằm trên giường xem tivi thấy số lạ uy vũ định không nghe nhưng sau đó hoàng yến cũng nhìn thấy thì cô ngạc nhiên nói ô sao anh trung lại gọi cho anh nhỉ số của cậu ta vâng cậu ta gọi cho anh giờ này làm gì thì anh cứ nghe đi vũ nghe vợ dục thì miễn cưỡng nghe máy alo là tôi việt trung đây ờ cậu gọi tôi có việc gì không anh xuống dưới cổng đưa gia linh vào giúp tôi cô ấy say rồi cái gì cậu làm gì em gái tôi hả miệng gào thế nhưng chân vũ di chuyển cũng nhanh như miệng luôn chạy như bay ra mở cổng thì nhìn thấy trung đang nhàn nhã dựa vào thân xe ánh mắt vũ không hài lòng lắm nhưng cũng không đến nỗi mất bình tĩnh vẫn giữ chất giọng trầm ấm mà hỏi em gái tôi đâu ở trong xe tính nó tôi hiểu nếu không thân thiết tin tưởng nó sẽ không dễ dãi mà uống đến say như này đâu cậu đã làm gì nó tôi lại thấy em gái anh không hề như anh nói đâu đừng có tỏ vẻ hiểu em gái tôi nếu mà cậu dám động tay chân với nó thì đừng trách tôi ác hoàng yến giờ này mới đi xuống tới nơi thấy cảnh hai người đàn ông đối diện nhau như mặt trăng với mặt trời thì cô lên tiếng có gì thì từ từ nói bọn anh không cãi nhau không nghĩ cả hai lại trả lời cô cùng một lúc như vậy nhưng để không khí căng thẳng giảm bớt xuống Thì Hoàng Yến cũng vội xoa dịu đi Ờ, uh, ờ uh, em thấy rồi Hai anh cứ từ từ đã Hoàng Yến miệng nói Nhưng cô lại nghé mắt nhìn vào trong xe ô tô Thì thấy em chồng nằm ngủ ngon lành Thì cô hỏi Trung Anh Trung sao hai người đi cùng mà ra Linh uống say vậy à Nghe vợ hỏi Trung vậy Thì Bi Vũ tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ Không để cho Trung trả lời Mà gặng hỏi vợ Em biết hai người họ đi với nhau Vâng ạ, thế sao em không nói gì với anh chuyện này có gì đâu mà để nói linh đủ chín chắn hiểu chuyện có đi với ai cũng là quyền tự do của em ấy mà nhân viên đi với sếp của mình thì có gì đâu ạ à? nhưng nhưng làm sao anh không tin cậu ta trung nghe câu này cũng không tỏ vẻ gì cả mà chỉ nói để cô ấy uống say là lỗi của tôi nhưng tôi đảm bảo là em gái anh an toàn lần sau sẽ không có chuyện như này đâu phiền anh đưa linh vào nhà giúp tốt nhất là em tôi không bị sao Tuy Vũ mở cửa xe Bế em gái vào trong nhà ngay lập tức Hoàng Yến cũng với tay Lấy túi sách của Gia Linh theo Nhưng trước khi đi vào Thì cô nói vài lời với Trung Anh Vũ vì lo lắng cho Linh Nên có hơi quá lời Nhưng thực tâm là không có ý gì đâu ạ à. Anh đừng để bụng nhé Không sao đâu, em vào nhà đi Anh đừng để trong lòng thật nha Trung xoay người đi rồi Mà còn nghe Yến nói thế Thì anh quay lại hỏi cô Trả lời anh thật lòng một câu Được chứ, sao trông anh nghiêm túc thế đừng hỏi lại anh vâng vậy anh hỏi đi em sống rất hạnh phúc đúng không lúc trước em không dám khẳng định nhưng bây giờ em có thể tự tin trả lời anh em sống rất vui và hạnh phúc anh vũ là một người chồng rất tâm lý và thương vợ vậy thì anh yên tâm rồi vào nhà đi anh không để bụng chuyện gì đâu anh anh đừng lo cho em nữa anh cũng mau chóng tìm bạn gái đi Nhìn anh có người yêu có vợ Thì em mới thực sự vui vẻ được Ừ, có bạn gái Anh nhất định báo em đầu tiên Anh nhớ giữ lời mình hứa đấy Ừ, vào đi, anh về đây Vâng, anh về cẩn thận Trung gật đầu thay cho câu trả lời Anh vẫy tay ra hiệu cho Yến vào trong nhà Còn mình thì lên xe nổ máy đi thẳng Có lẽ đã đến lúc buông bỏ thật rồi Chẳng phải người ta vẫn thường nói Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc hay sao Giờ Yến đã vui vẻ bên chồng của mình Thì cũng nên chấm dứt mối tình đơn phương dài đằng đẵng ấy Hoàng Yến Mãi hạnh phúc như này Em nhé Bên nhà Vũ Sau khi hai vợ chồng lo cho Gia Linh xong Thì quay về phòng ngủ của mình Quỳ Vũ nghĩ đến chung vẫn còn hậm hực Hết thầm thương trộm nhớ vợ anh Giờ lại dây dưa tới em gái nữa Mà không hiểu sao hai người mới quen nhau Đã đi uống tới say mềm thế này Em gái anh không phải kiểu người tùy tiện như vậy Nếu không phải chỗ thân tình Nó sẽ biết điểm dừng Số anh đúng là oan gia Hết nhà bà Loan Lại đến họ hàng Nhà họ cũng dây mờ dễ má Bực thật Hoàng Yến thấy chồng cứ đi đi lại lại Mặt mũi đam chiêu rồi còn luôn miệng lầm bẩm Thì sốt ruột hỏi Anh làm sao thế Em đó biết bé Linh đi với tên Trung Mà không nói gì với anh Anh sao vậy hai người cũng chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà với anh trung là người đàng hoàng anh đừng có tỏ thái độ xem anh ấy là tên sở khanh thế thế không phải sở khanh thì ăn uống kiểu gì có hai đứa mà để con bé say bí tỉ thế kia thì mà nói mới nhớ dạo này anh thấy hai chị em em á cứ thì thầm to nhỏ với nhau suốt có chuyện gì giấu anh đúng không chuyện chị em phụ nữ anh để ý làm gì thôi mẹ con em mệt rồi em đi ngủ đây này anh không ngủ thì ra ngoài nhé lời vợ là lệnh nên Vũ cũng phải ngậm ngùi lên giường đi ngủ. Nhưng khổ nỗi cái tính khí khó ở, kiểu chưa xử lý ra ngô ra khoai thì không thể ngủ được. Nằm lăn lộn một hồi Vũ lại bật dậy, anh năn nỉ hỏi vợ, em có phải là Gia Linh có gì đó với tên Trung kia không? Có gì là có gì? Có phải cái con bé nó thích tên đó không? Thích thì sao? Mà không thích thì sao? Không thích thì tốt, mà thích thì anh không tán thành. Anh hay nhỉ, đến ba mẹ còn không ép em ấy, Gia Linh nó lớn tuổi rồi Anh định không cho em ấy có bạn trai à Anh không có ý đó Thích ai yêu ai cũng được Nhưng mà không phải là tên kia Hoàng Yến cũng không nằm yên được nữa Mà ngồi dậy tranh luận với chồng Em chưa thấy ai vô lý như anh Mà người ta có tên tuổi đàng hoàng Anh cứ tên này tên kia là sao Đẹp trai phong độ Điểm đạm lại con nhà có điều kiện Có điểm nào mà không được chứ Anh không thấy cậu ta có điểm nào đáng tin hết Có mà anh vô lý thì có ấy em luôn tự hào về người chồng hiểu chuyện trước mặt anh ấy và anh ấy cũng chưa bao giờ có nửa câu nói xấu về anh vậy cớ sao anh cứ có ác cảm với người ta vậy thì thì gì vì thì tại cậu ta thích em nên anh không có phần trăm yên tâm em hiểu chưa anh nói gì nói vợ anh thông minh ấy thì cũng không sai nhưng mà cứ mỗi vấn đề liên quan tới người anh trai nghĩa cử này thì cô ấy ngây thơ lắm đấy đến giờ này còn không biết là người ta thích mình từ bao giờ đâu vũ thở dài nhấn mạnh lại một lần nữa cho vợ hiểu là cậu ta thích em từ lâu rồi yêu sâu đậm đó em vỡ ngốc ạ à? không phải đâu anh ấy chỉ coi em như em gái thôi ấy từ ngày nhỏ đến giờ anh ấy chăm sóc em bảo vệ em đúng như là anh trai bảo vệ đứa em nhỏ vậy cứ cho là ngày nhỏ là thế nhưng đến khi trưởng thành không có thằng con trai nào đứng ra bảo vệ đứa em gái hờ như kiểu cậu ta đâu nhá em kiểm nhớ lại xem từ khi anh thích em em hay so sánh những cử chỉ những việc anh làm với cậu ta quan tâm em đi xem em thế nào em nghĩ kỹ đi rồi còn nói đó là tình anh em không hả vũ nhìn vợ ngây ngốc thì càng thở dài sau một hồi im lặng thì anh lại nói tiếp sao em đã vỡ lẽ ra chưa chắc không phải đâu còn không phải gì nữa em hỏi cả thế giới xem cậu ta đối với em như thế thì được gọi là gì mà không cần phải hỏi thế giới đâu ngày mai á bé linh nó tỉnh em hỏi luôn là nó biết đấy gia linh biết được á người nhạy cảm như nó sẽ cho em câu trả lời thích đáng ơ ừ, không được đâu nếu đúng là anh trung có tình cảm với em thì linh sẽ đau lòng lắm đấy không được rồi hoàng yến nói xong mới biết mình lỡ miệng cô vội che tay lên thì uy vũ nghiêm túc hỏi em nói linh thích cậu ta ờ ừ, thì có phải không đúng là linh thích anh ấy nhưng chuyện này em thấy không sao cả em Vũ không đợi vợ nói hết câu, đã ngắt ngang với thái độ nghiêm túc. Anh không tán thành, tốt nhất là không liên quan đến mấy người họ hàng nhà bên đó, mọi chuyện chấm dứt tại đây đi, anh em ngủ đi, không nói nữa. Lần đầu Yến thấy chồng tức giận như vậy, nên cô cũng không lên tiếng. Hai người nằm im nhưng mà có lẽ chưa ai có thể ngủ được. Yến nằm đó, nghĩ lại tình cảm của chung đối với mình, thì cô mới hiểu mà thông cảm cho chồng, tại sao phản đối chuyện của Linh không phải nghiễm nhiên chồng cô vốn là người hiểu chuyện mà lại có những suy nghĩ không đồng tình như vậy có lẽ vũ lo lắng vì trung đã dành tình cảm cho cô quá nhiều nên sợ linh thích chung thì sẽ nhận phần đau khổ thiệt thòi đúng là chồng cô vẫn cứ sâu sắc và lo xa nhất còn cô thì chỉ có sự nhiệt tình yến đã nhìn ra tâm sự của chồng nên vòng tay ôm anh nói nhỏ em hiểu suy nghĩ của anh nhưng nghe em nói mấy câu được không anh nhắc em đi ngủ để con ngủ rồi cơ mà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Biết chồng đang không vui Nhưng Yến cứ thủ thỉ bên tai Vâng em nói xong ấy thì đi ngủ ngay Hình như anh nuông chiều em quá rồi thì phải Em biết là chồng đang không vui Nhưng mà cho em nói nốt xong em đi ngủ liền Nói ngắn gọn thôi đó Ông chồng ác ma này đúng là rất dễ thương Giận hờn, lo lắng Nhưng vẫn không quên quan tâm vợ con Hoàng Yến càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết nên ý kiến về chuyện của Linh càng thêm cẩn thận Anh này Tạm thời đừng nhắc gì với Linh nhé Linh thực sự rất thích anh Trung Nên nếu mình ngăn cản Hay đề cập bất cứ vấn đề gì liên quan Sẽ khiến cho em ấy buồn lòng Cứ tạm thời gác lại đã Anh hãy tin tưởng mà giao mọi việc của Linh cho em Vấn đề gì cũng có cách giải quyết Và em hứa sẽ xử lý ổn thỏa giúp anh được không Em định làm gì ủng hộ con bé kia hả Chuyện tình cảm này không thể nói rõ là rõ ngay được Cấm đoán hay phản đối lại càng không nên Nhưng em hứa sẽ khiến mọi việc trở nên tốt đẹp Nhưng mà em cũng hứa với anh Sẽ khiến anh Trung không còn tơ vương gì đến em nữa Được chưa? Khôn ra rồi đấy Vì em có chồng tài giỏi bên cạnh mà Dẻo miệng mà lắm lúc ngốc ghê cơ Trước câu trách yêu của chồng Thì Yến cũng người lớn mà chảy lòng với anh ngay Em đang có một gia đình hạnh phúc Bản thân em hiểu rõ mình đã trải qua khó khăn như nào em mới chiếm được trái tim của anh nên bất cứ ai cũng không thể thay thế được ngay cả anh trung người em luôn quý trọng và biết ơn tình yêu và tình nghĩa anh em khác nhau và em chỉ có thể dành cho anh ấy tình cảm hơn tình bạn nhưng dưới tình yêu dù không gặp anh cũng chưa chắc em đã chọn anh ấy anh tin em thực sự em khó nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mình là bởi anh ấy quá bình dị và chu đáo có lẽ sau những bất công em nhận được khi sống ở bên nhà bà loan thì anh ấy xuất hiện như một người anh trai giang tay ra bảo vệ che chở cho em nên em đã vô tư mà nhận sự quan tâm đó không hề nghĩ ngợi gì nếu có trách thì cũng trách em vô tư trở thành vô tâm nhưng em hứa từ giờ em sẽ chú ý hơn để anh không phải khó chịu nữa mà cũng sẽ khiến cho anh trung mau chóng tìm kiếm được hạnh phúc của mình thực ra đối với cậu ta anh cũng không có quá khắt khe chỉ là lo cho linh nhiều hơn em cũng biết đấy một người đàn ông khi đặt hết tâm ý vào một người con gái thì người đến sau chỉ còn 50-50 mà có khi số phần trăm ấy cũng chỉ là ảo như đi đánh bạc đó em ạ. À. Em hiểu anh lo nghĩ gì nhưng tí tin tưởng mà giao cho em xử lý nhá. Được rồi, ngủ đi cho con anh ngủ. Chuyện còn lại tính sau anh hứa sẽ không bắt nạt ông anh nghĩa cử đó của em. Được chưa? Vâng, chồng ngủ ngon. Ừ. Qua một ngày thì mọi thứ lại diễn ra bình thường gia linh hôm nay tỉnh dậy thì chỉ nhớ lúc say rượu trở về trước còn sau đó thì cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nên vẫn cứ vô tư như trước đó cuộc rượu hôm qua với sếp chung cô cũng không quá ép bản thân phải suy nghĩ quá nhiều có điều hôm nay khi giáp mặt sếp ở sành công ty thì cô nhận ra chung khác lắm rõ là nhìn thấy cô nhưng lại cố tình lơ đi như không nhìn thấy vẫn biết bình thường thái độ của sếp hay lạnh nhạt nhưng cái gật đầu hay cái liếc mắt nhẹ khi thấy cô chào thì vẫn đáp lại Còn thái độ hôm nay thì Không lẽ sau có một đêm Mà Trung lại quay về như cũ rồi Mới tối qua Hai người còn uống rượu cùng nhau mà Dù không thân thiết Nhưng cũng không đến vô cảm như này chứ Tính ra Linh vốn thẳng thắn Không kiểu úp mở như này được Linh không chấp nhận được thái độ Lúc nọ lúc kia của sếp Nên đi nhanh đuổi theo Hai cánh thang máy vừa như khép lại hết Thì lại bị mở ra Và Gia Linh mặt mày không vui đứng trước hiên ngang đối diện khiến chung nhăn mặt và phải thốt lên cô không đi được chuyến sau sao em không thích chờ đợi không có phép tắc còn hơn người qua cầu rút ván cô cô dám nói năng với cấp trên thế à mà mà cô định ám chỉ ai vậy kể cả có trợ lý của trung đi cùng thì gia linh cũng thản nhiên nói rõ tối qua không có ai đi hầu rượu thì sếp ngỏ ý nhờ và em xong việc sếp định phủi bỏ đấy à Cô thấy vẻ mặt đầy ý cười của anh trợ lý đứng bên cạnh như xem kịch hay Còn mặt mũi chung thì càng lúc càng đỏ bừng bừng mồm miệng lắp bắp Khiến Linh muốn phì cười Hóa ra cái tên xếp mặt lạnh này Cũng có lúc khó coi như vậy Từ ngày vào làm tới giờ Chưa lúc nào Linh thấy được vẻ mặt đáng ghét Mà đáng yêu như này Nên cô tính to gan làm liều Em nói cho xếp biết nhó Xếp vô cảm vừa thôi Tối qua mới thân thiết với em còn đưa em về tận nhà nữa Thế mà nay nhìn thấy em lại bơ đi Sếp có muốn em cho cả cái công ty này biết Sếp có cầu rút bán không hả Cô 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 ăn nói linh tinh cái gì vậy Trung vừa mới nói dứt câu Thì thang máy bỗng nhiên dừng cái phịch Và còn bị rơi xuống hai tầng liền Sự cố bất ngờ khiến cả ba người đều giật mình Nhưng hai người đàn ông Thì họ phản ứng nhanh hơn Là bám tay vào trong thang máy Còn Gia Linh đứng ở giữa không có điểm tì Nên đã mất cân bằng mà ngã theo quán tính trung khi ấy vừa mới bám vào thang máy thì gia linh cũng ngã luôn vào lòng anh nếu vào người khác sau khi va chạm như này thì sẽ rơi khỏi ngay lập tức nhưng linh lúc này lại nảy ra ý định bắt nạt người ta cô không sợ tối cũng chẳng nhát như mọi cô gái khác chỉ là cô muốn sự nhân tiện thôi gia linh giả vờ như mình sợ sệt mà bám chặt vào trung không buông cô nhận thấy rõ trung đang muốn hất bỏ cái tay của cô ra lắm nhưng chắc nghĩ cô sợ nên không nỡ chăng đã thế cô lại càng cố tình ôm chặt hơn thì trung nói nhỏ cô nới lỏng tôi ra chút coi tôi sắp chết ngạt rồi em sợ tôi giờ này còn chạy được đi đâu mà sợ nới tay ra chút đi gia linh muốn cười lắm vì trung kiểu như nhát gái ấy tim đập thình thịch luôn biết người ta thế nhưng mà cô cứ nhõng nhẽo tiếp tối lắm em không dám buông tôi có bảo cô buông hẳn đâu nhưng mà nới lỏng ra cho tôi còn thở trung thì trong tình thế như vậy mà cậu trợ lý đứng bên cạnh cứ cười khúc khích khiến anh càng bực nhưng mà cũng không dám hất tay Linh ra. Không ai biết được chung trong lòng đang cầu trời khấn Phật cho thang mau hoạt động lại. Và cuối cùng sau gần 3 phút chờ đợi thì tín hiệu thang máy phát ra. Thang máy hoạt động trở lại Gia Linh vẫn vờ như mình đáng thương đứng khép nép thì chung gầy nhẹ tay đẩy cô lên chút. Được rồi, không sao rồi cô đứng nhích qua đây chút đi. Em cảm ơn sếp, khỏi cần chưa bao giờ chung đi thang máy mà cảm thấy vất vả thế này cuối cùng cũng rời khỏi cái thang máy ám ảnh lúc này đi tới phòng làm việc thì cậu trợ lý mới trêu anh xem có vẻ sợ cô gia linh nhỉ tôi việc gì phải sợ cô ta không thích tôi cho nghỉ việc luôn thế mà em cứ tưởng sếp bị cô ấy bắt vía cơ đấy ồ hai cái cậu này hôm nay nói hơi bị nhiều đấy làm việc đi cậu mà còn cười kiểu đó thì hôm nay xác định ở lại tăng ca nhá à, ấy ấy sếp ơi em mới có bạn gái sếp mà bắt em tăng ca thì em lại ế đó thế thì im lặng và đi làm việc ngay tuân lệnh sếp đẹp trai tôi không phải kiểu người thích nịnh vâng em biết chứ nhưng mà em đoán tướng số kiểu gì năm nay sếp cũng bị bắt vía mạnh nhìn cậu trợ lý với nụ cười khiêu khích rời khỏi mà trung không làm gì được không lẽ đúng như cậu ta nói là anh bị cái cô gia linh kia bắt vía thật hả làm gì có chứ cô ta còn sợ mình đuổi việc ấy chứ trung lắc lắc cái đầu gạt phát ý nghĩ vừa mới nhú lên mà tập trung vào làm việc nhưng khổ nỗi mắt nhìn vào máy tính mà cái đầu lại cứ nghĩ cảnh gia linh ôm chặt lấy mình trong thang máy mặc dù lúc tối không nhìn rõ nhưng trung nhận thấy rõ cảm giác lúc đó của mình là tim cứ đập thình thịch như kiểu bị bất ổn ấy không hiểu sao cứ mỗi lần chạm mặt cái cô nhân viên này là anh lại thế bực mình vì không thể tập trung vào được nên anh đứng bật dậy khỏi ghế tiến tới bàn pha trà định rót một cốc uống thì phát hiện nhân viên chưa mang trà mới vào đang muốn xua tan cơn bực dọc trong người lại bị trưng hửng thì lúc này có tiếng gõ cửa vang lên trung tiện đứng dậy đưa tay mở cửa thì lại thấy người không muốn gặp mặt anh đơ mất mấy giây rồi mới lắp bắp hỏi cô cô lại có việc gì Ơ, sếp sao thế em đến đưa tài liệu sếp kiểm duyệt mà ẩm ở vào đi gia linh đi vào trong còn tốt bụng đưa cho trung một cốc trà nóng hổi Em tiện nên có thể mua quà cho sếp Sếp uống đi ạ à? Không cần phiền phức đâu Lát có người pha cho tôi Em chót mua rồi thì sếp cứ nhận đi ạ à? Cô mới đi làm còn chưa nhận lương Hoang phí vừa thôi Sếp là đang tiếc tiền cho em đấy à Tôi đang phân tích theo thực tế Đừng có dựa vào gia cảnh của gia đình Vâng, thế thì lần sau em pha trả Ở công ty cho sếp nhé Sếp nói cũng đúng đấy Mua mất 30-35 nghìn một cốc Tính ra pha ở đây thì tiết kiệm hơn nhiều Cô làm nhảm gì đấy Tài liệu để đây Khi nào xong tôi nhắn qua lấy Về làm việc đi Sếp phải duyệt luôn vì em đang cần rồi Cô dám ra lệnh cho tôi Đúng kiểu là vị sếp này Đang muốn tránh mặt đây mà Nhưng làm sao mà tránh được chứ Càng thế chị đây càng thích trêu Sếp biết thừa tính chất công việc của em Em có bao giờ dám ra lệnh cho ai Nhưng vì em đang cần thật Sếp không xem duyệt á Em lấy đâu cơ sở để mà làm tiếp Thì chờ buổi sáng không được à Mà cứ phải dục sếp cứ mắng em từ nãy thì tập trung làm là xong rồi đấy hay là em gây sự chú ý cho sếp thì em xin phép ra ngoài ngồi chờ ạ à? tôi tôi mắc gì mà phải để ý tới cô Ố, em có nói ý thế đâu sếp hôm nay làm sao thế nhỉ ý của cô á rõ ràng mà lại còn cãi à đã thế cô cứ ngồi im đấy cho tôi mà không trung nói dở rồi cầm tập tại liều khác ném cho gia linh cầm cái này ra góc bàn máy tính phía kia làm cho tôi làm xong mới được nói tiếp nhưng mà im miệng nếu không á, tư không duyệt cái tài liệu này đâu ô oh, hay nói một lời nữa thì biến ra ngoài cho tôi gia linh muốn cười lắm mà phải nhịn với cũng sợ bị đuổi ra ngoài thật nên im im đi về chỗ được chỉ định cơ mà làm như nào không nói thì ai mà biết nên linh lại có ý kiến cho em hỏi một câu hỏi ạ à? nhanh cái này làm như thế nào ạ à? Trùng cũng quên bén là linh không có chuyên môn về việc này nên anh đã giảm phần gai gắt xuống mà trả lời chỉ cần nhập số liệu của tháng này thôi phần còn lại để tôi làm tiếp có phải cột bên cạnh là số liệu 2 tháng trước không ạ? À? Ừ, nhưng phần đó để tôi làm không lẫn. Vâng. Gia Linh con nhà nòi, nên mấy cái số liệu cô nắm bắt nhanh lắm. Nhớ lại ngày trước mới năm nhất đại học, Linh còn giúp anh trai thống kê toàn số liệu khủng mà cô còn làm được. Thời còn là học sinh, sinh viên, ngoài môn sinh và môn hóa học là sở trường của cô, thì môn toán cũng đỉnh không kém đâu. Thế nên việc nhỏ này cô làm loáng cái đã xong, và phần còn lại trung bảo để anh làm thì cô cũng tranh làm luôn. Trung lúc này đã xem duyệt xong tài liệu cô gửi Anh ngẩng mặt nhìn qua phía Linh Vẫn thấy cô cắm cúi làm thì lên tiếng nhắc nhở Được rồi Để đó lát tôi làm Cô cầm tài liệu về đi Đợi em chút Tôi không cần nữa Biết nhờ cô mà lâu thế này tôi làm luôn cho xong Xếp nóng tính thế Em á sắp xong rồi Có mỗi phần đơn giản mà làm nãy chưa xong Để đó đi Gia Linh không tiếp lời Trung nữa mà chú tâm làm tiếp Trung nghĩ bụng nhờ có mỗi phần việc đơn giản thì cần đó thời gian phải làm xong rồi chứ phần khó anh đã nói để mình làm rồi cơ mà không muốn mất thời gian nên anh đi qua đó xem thử thì hết sức ngạc nhiên là gia linh đang hoàn thiện cả phần việc của anh mà gia linh đã rất nhanh nhập tới mấy số liệu cuối cùng và anh đặc biệt bất ngờ hơn vì linh còn làm cả việc so sánh giữa các tháng cho anh luôn không nhận được tò mò nên trung hỏi ai chỉ mà cô biết làm hay vậy sếp đừng hỏi để em tập trung đi sai một số là xong luôn đấy Đúng rồi Sai một con số là đi đời thật Trung tự nhiên lại ngoan như em cún đi ra một chỗ ngồi xuống Bây giờ mới nhớ ra cốc trà mà Linh đưa cho khi nãy Anh nhấp một ngụm rồi lại thêm ngụm nữa Cho đến khi gần hết thì Gia Linh cũng đứng dậy vươn vai Ai Xong rồi ạ à. Xếp kiểm tra đi nhé Em về phòng làm việc đây ạ À ờ à, à, xong rồi à Vâng Cảm ơn về cốc trà Xếp thích là được Em đi đây Ngoài khoảnh khắc trêu đùa xếp của mình ra Thì Gia Linh nghiêm túc lắm và từ hôm đó cứ thi thoảng Gia Linh lấy cớ lên phòng làm việc của Trung làm phiền Lúc thì Trung chủ động gọi nhờ và Linh Và cứ thế qua hơn 3 tháng làm việc Thì Trung đã quen với sự giúp đỡ của Linh Không khí lạnh nhạt căng thẳng Không còn tồn tại nữa Gia Linh có chuyện gì cũng khoe với chị dâu mình Hoàng Yến rất lấy làm vui Vì thấy tình hình tiến triển của em chồng với Trung Ngày càng tốt lên Cứ thuận lợi như này thì chẳng mấy Mà cô có thể yên tâm rồi Thuận theo tự nhiên cô lại âm thầm giúp đỡ hai người họ từng ngày tiến đến gần nhau hơn. Nhận thấy chị dâu em chồng cứ thậm thụt to nhỏ suốt ngày, khiến Uy Vũ cũng sinh nghi. Anh nhớ việc vợ mình hứa sẽ giúp xử lý chuyện của em gái, nên buổi tối trước khi đi ngủ, anh có hỏi thăm xem tình hình tới đâu, thì vợ vẫn câu trả lời quen thuộc không có tiến triển gì. Vẫn chưa có cảm giác an tâm, nên anh lại gặng hỏi. Em này, chuyện của bé Linh và cậu Trung, không có gì chứ? Không ạ, à? Em vẫn thấy bình thường. Bình thường là sao? Thì vẫn vậy thôi, như em với những nhân viên khác và sếp vẫn cứ là lãnh đạo của bọn em. Không có gì thật hả? Vâng ạ, à, có gì á? Thì Linh đã thể hiện ra mặt rồi. Không có gì thì tốt. Anh yên tâm, em đã nói không có là không có. Quỷ Vũ nghe vậy thì đúng là yên tâm hơn rồi, nhưng nhớ tới việc mấy hôm trước vợ gặp mẹ con bà Loan thì không cảm thấy an tâm cho lắm nên nhắc nhở cô. À, nếu mẹ con bà Loan hẹn gặp riêng thì em đừng có đi đấy nhá. Vâng, em biết rồi. Mà hôm trước bà ta nói gì với em thế? Chỉ hỏi em mấy câu và có trách em lần trước biết bà ấy ốm lại không qua thăm mà chỉ gọi điện. Kệ bà ta, em đừng bận tâm làm gì. Vâng, em không nghĩ gì đâu. Nếu nghĩ em đã đi thăm bà ấy rồi. Mấy con người thủ đoạn tiểu nhân đó không có gì tốt lành đâu. Cũng đừng mong có ngày họ hối cải. Vâng ạ. À, tối mai anh có bữa tiệc xã giao. Người ta mời cả em đi Nhưng mà giờ bụng em đã 5 tháng rồi Anh lo chuyện không may xảy ra Nên em chịu khó ở nhà với ba mẹ nhé Vâng, anh cứ đi Đừng lo cho em Em cũng không thích mấy chỗ đông người đó Ở nhà xem phim, chờ chồng về Ừ, anh sẽ tranh thủ về sớm Dạ Vì bữa tiệc này cũng quan trọng Nên Uy Vũ không thể không có mặt Nên chiều đó anh đi làm về sớm để chuẩn bị mọi thứ Lúc xuống dưới nhà thấy em gái cũng váy vóc sang chảnh thì anh ngạc nhiên hỏi: "Này, định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Hẹn hò à?" "Hẹn hò, em sẽ mặc kiểu khác, nay là em thay chị dâu đi canh giữ anh." "Gì cơ? Chị dâu em bụng mang dạ chửa, không đi cùng anh được nên em phải đi trông chừng cẩn thận, biết đâu có con mắt xanh màu đỏ nào ngã vào lòng anh thì sao?" "Em không tin anh trai mình à? Em không chỉ dựa vào mỗi việc tin anh được, vì đời á có nhiều con á nó oái oăm lắm." Huy vũ buồn cười trước câu nói này của em gái, anh dí ngón tay lên trán linh rồi mắng vốn hai chị em em á à, dạo này lắm chuyện ghê, ơ hay chị em phải đồng lòng mới hỗ trợ được, mà tiện thể em mới canh giúp được nóc nhà của chị dâu mình chứ yến có cô em chồng chất như em á à, thì sợ nóc nhà của mình bay đi đâu nhở? anh biết điều thế thì đưa em đi chung đi, vâng mời tiểu thư ra xe, hoàng yến đứng trên tầng nhìn ra cửa sổ. Thấy hai anh em bước lên xe Thì cô cũng nở nụ cười vui vẻ Còn Gia Linh ngồi yên vị là nhắn tin ngay cho chị dâu Hai anh em bắt đầu đi chị nhé Ok, chúc em gặp được tình yêu ở đây nhé Hi <laughs> thank you chị nhiều nhiều Gia Linh thẳng ngàn tim cho Hoàng Yến Rồi cứ tủm tìm cười Thiếu Y Vũ lại hỏi Em bị sao vậy? Sao đâu? Làm gì mà lại cứ tủm tìm cười mãi thế? À, em đọc chuyện cười ấy mà Em á, giờ cũng thích đọc chuyện à? Anh thấy em thay đổi nhiều lắm đấy thì con người cũng có lúc cần thay đổi chứ. Đọc chuyện vui để giảm căng thẳng cũng tốt, còn đem lại tiếng cười nữa. Mà các cụ nói rồi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy. Dạo này lại còn ví von các kiểu. Chẳng giống trước tẹo nào, anh còn thấy em khác nhiều nữa đấy anh trai ạ. À. Mà sao phải nói tới em nhở? Anh là ác ma có tiếng, mà còn thay đổi vì chị Hoàng Yến như thế. Chứ em thay đổi chút là chuyện rất bình thường. Ờ thì, gặp được người mình yêu... Thì tất cả sẽ chỉ như một vòng quay của chiếc đồng hồ Ô thế thì kinh nhở Uy Vũ bật cười sảng khoái Nhưng lúc sau anh nhớ ra có gì đó sai sai Nên gặng hỏi em gái Ơ thế có nghĩa là sự thay đổi của em Có phải cũng gặp được ai rồi không Thôi đi Anh đừng có mà nghĩ ai cũng được như anh Em mà làm gì có diễm phúc Gặp may mắn như anh đâu Tưởng có thì tốt chứ sao Nhưng mà anh nói trước Yêu ai cũng được Ngoại trừ cái tên sếp của em ra nhé Bỏ qua chuyện của em đi Mà đến nơi rồi phải không anh Ừ phía trước kia rồi Uy Vũ và em gái vừa bước xuống xe Thì chạm mặt Trung và Tuyết Anh Trái ngược với thái độ vui ra mặt của Tuyết Anh Thì Gia Linh chỉ nhìn duy nhất có một người Còn Tuyết Anh thì mắt sáng lên Cười lấy lòng Rồi miệng cũng đon đà Nhưng hai anh em Vũ chỉ làm như có lệ Trung lịch sự bắt tay chào hỏi Vũ Thì anh cũng bắt tay lại và lên tiếng Lại gặp cậu ở đây rồi Trái đất hơi nhỏ nên cũng khó tránh Mời, mời anh Mới gặp mặt Mà đã nghe toàn mùi thuốc súng Gia Linh hiểu rõ nhất Cảnh mù mịt khói thuốc này Nhưng cũng không tiện lên tiếng Tại thời điểm hiện tại Nên chọn giữ im lặng Cô nhường cho hai người đàn ông bước lên phía trước Còn mình đi theo phía sau Thì Tuyết Anh cố tình lùi lại bắt chuyện với cô Linh hôm nay mặc bộ cánh này đẹp quá Người tôi vốn đẹp Nên mặc gì chả đẹp Gia Linh có hơi mũm mĩm nhưng cô giống chị Dâu Hoàng Yến, chưa bao giờ biết tự ti về bản thân mình, mà đối với loại người như Tuyết Anh thì phải đối đáp thế mới vừa. Chưa dừng lại ở đó, Gia Linh còn ác khẩu hơn Yến ở chỗ là vỗ thẳng ngay mặt đối phương. Cô cũng con nhà giàu, đi cũng nhiều nơi mà mắt thẩm mỹ có vẻ kém quá nhỉ. Sao cơ? Không nghe rõ à? Tôi nói là cô có mắt nhìn kém quá. Không phải không nghe rõ mà Tuyết Anh không ngờ Gia Linh lại đối đáp lại câu khen ngợi của mình bằng một câu nói tệ thế, nhưng chưa hết, Gia Linh còn cố ý nhắc lại thêm khiến cho cô ta mặt đen lại. "Cô sao vậy? À, tôi xin lỗi nhé, nhưng mà lời nói thật ấy thì thường khó nghe." Thấy mặt cô ta sắp sửa không chịu nổi đả kích này thì Gia Linh lại bồi thêm một câu nữa. "Không tin để tôi hỏi mấy chị em ở đây nhé. Khỏi cần, có lẽ mắt nhìn của mỗi người khác nhau, nhưng tôi thích kiểu dáng này cũng không vừa đó nhỉ?" Nhưng mà chị đây đã ghét rồi thì đừng có hỏi tại sao Gia Linh lại tiếp tục Thế mới nói cô nên học lại về kiến thức thời trang đi Đường đường là tiểu thư nhà họ Lâm Ai lại mặc đồ kém chất lượng thế kia Đây là hàng thiết kế nổi tiếng đấy Tôi khẳng định Đây là hàng phách nhá Một lời này khiến cho Tuyết Anh xa sầm mặt mày Cô ta không nói được câu gì Mà chạy thẳng về phía nhà vệ sinh Gọi điện cho con bạn thân Sau một hồi gặng hỏi thì mới vỡ lẽ là do số lượng có hạn nên không mua được Mà cô bạn kia chót lỡ hứa mua tặng rồi Nên đành phải mua hàng nhái gửi cho Tuyết anh nghe được lời giải thích này Chỉ muốn hét lên chửi bậy cô bạn của mình Nhưng vì có người ra vào khu vực này Nên chỉ đánh nuốt cục tức vào trong Tính đi về cho khỏi mất mặt Nhưng nghĩ lại mục tiêu còn chưa tiếp cận được Nên không can tâm đi về Đi ra tới sảnh nhìn thấy uy vũ Cô ta lại mỉm cười đắc ý không sợ trước những con mắt biết nhìn đồ xung quanh nghĩ gì Mà cô ta chỉ quan tâm tới người con trai hoàn mỹ trước mặt Uy Vũ chọn lấy Yến là không mang tới vinh hoa phú quý Nên càng không lo anh sẽ nghĩ gì về việc Mình mặc hàng giả hay hàng thật đâu Lý do quá thuyết phục Nên cô ta nhanh chân tiến về phía trước Bên này Gia Linh nhìn thấy cô ta Đang đi tới Với dáng vẻ yểu điệu thướt tha Và vẻ mặt đầy tự tin Thì đủ biết mặt dày tới cỡ nào Nhưng Linh cũng không để cho cô ta được như ý Cô đi nhanh về chỗ anh trai Tự nhiên khoác tay vào cười nói với những vị khách đứng cùng Tuyết Anh đi chậm vài bước Thế là Trưng Hưng đứng lại Cô ta nắm chặt tay cầm vẫn Nhưng cũng không chịu thua Mà đi tới bên cạnh của anh họ Trung Kéo tay thì Trung nhăn mặt hỏi Em làm gì vậy Chào hỏi mỗi người vài câu thôi Chứ anh định đứng mọc dễ ở chỗ này à Nhưng mà còn đang nói dở câu chuyện Với nguyên buổi để đi giao lưu mà Lo gì Nhìn bên kia kìa Anh ta đi Giao lưu toàn với những vị khách có tiếng tăm đấy Còn anh thì Nói nhỏ thôi Thì em vẫn nói cho anh đủ nghe mà Em qua trước đi, lát anh sang Đi cùng đi Tiết anh này nể chung đi bằng được Qua tới chỗ anh em nhà họ Vũ Thì một vị khách nhìn thấy chung trước Nên hồ hởi bát chuyện Trung cũng đáp lại thịnh tình Thì cũng rất nhiệt tình chào hỏi Nói chuyện rôm rả Gia Linh nói là đi cùng anh trai canh chừng Chứ chủ yếu là đi để gặp người mình thích nhìn phong thái nói chuyện của trung khiến gia linh càng thêm thần tượng đôi mắt bị cuốn và sự trầm tĩnh kia rồi nên quên mất anh trai đã đi qua nhóm bên cạnh giao lưu tuyết anh chỉ chờ có sơ hở này là cũng đi sang đứng cùng và trò chuyện với mọi người như đúng rồi cầm ly rượu nho trên tay tuyết anh lại lấy cớ nói chuyện riêng với uy vũ anh vũ em nghe nói anh đang chuẩn bị triển khai khu chung cư vh đúng không hả thông tin cũng nhanh nhỉ dạ là em đang quan tâm thì biết thôi ạ ồ oh, vinh dự quá còn dự án bna có thể cho bên em tham gia đóng góp chút không Tôi cũng đang tìm đối tác để cổ phần đây dự án lớn thế sợ một mình không kham nổi vậy thì để cho bên em đi mức lợi nhuận em không đặt nặng đâu chúng ta đều là người nhà cả mà lọt sàng xuống nia đúng không ạ nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ tuyết anh thấy vũ nói chuyện dễ chịu mà còn đang có chiều hướng cho bên mình hợp tác thì cô ta thấy phần trăm yên tâm và sự bạo dạn lại lên ngôi. Anh có thể nào đừng xưng hô tôi cô với em được không? Nghe nó xa lạ quá. Vậy cô muốn xưng hô như thế nào? Đối với tôi xưng hô anh em chỉ có vợ và em gái. Ngoài ra không có ngoại lệ nào khác. Ý đầu tỏ vẻ hỏi nhưng bế thứ hai lại khẳng định rõ ràng sự ưu ái chỉ dành cho vợ và em gái khiến tuyết anh không dám nói ra đề nghị của mình. Cô ta cười gượng trả lời anh. À, vâng, em sơ suất quá anh cứ xưng hô như bình thường đi ạ à. thấy vũ có ý định rời đi mà không định nói tiếp thì cô ta không cam tâm câu chuyện còn chưa đâu vào đâu cơ mà cô ta cố tình như bị người bên cạnh xô đầy mà ngã nhào vào ôm vũ ly rượu văng xuống đất khiến bao người xung quanh nhìn sang lúc đó cả trung và gia linh cũng nhìn thấy vũ theo phản xạ đỡ lấy tuyết anh còn cô ta thì đương nhiên là bám chặt rồi gia linh ngay lập tức nhìn ra mục đích xấu của cô ta thì định đi lại gần chỗ anh trai nhưng linh mới chỉ đi được vài bước thì vũ đã dựng cô ta đứng ngay ngắn và không quên nhắc nhở đừng gây sự chú ý với tôi mọi việc dù là vô tình hay hữu ý đều vô dụng hết em tôi không cần lời ngụy biện cô hiểu chứ bước chân ra linh dừng lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tuyết anh đến đáng thương nhưng linh lại không hề thấy thương xót mà ngược lại rất hà hê ông anh ác ma của cô đúng là phát huy tính ác ma thật sự rồi như này thì cô gái nào mà có cơ hội đến gần chứ Gia Linh quay lại Thì thấy Trung đang nhìn chăm chăm về hướng Tuyết Anh Như nhận ra tâm trạng của Trung Nên cô lên tiếng hỏi Xem nghĩ gì vậy à ừ, Không Trung cố tỉnh giấu nhưng Gia Linh lại chọn cách hỏi thẳng Có phải xem nhìn ra vấn đề gì không Vấn đề gì Có cần em nói rõ không ạ à? Nếu đoán ra rồi thì đừng hỏi tôi nữa Em muốn xếp cứ thẳng thắn Tôi sẽ nhắc em họ Tuyết Anh thấy gia linh cười trước câu nói của mình thì trung tò mò sao lại cười sếp nghĩ đơn giản quá em cá với sếp là cô em họ của sếp không chịu nghe lời ai đâu nếu biết an phận thì sau sự việc trước đã không gây sự với chị dâu em nhiều lần rồi con bé gây sự nhiều lần với hoàng yến vâng cái hôm mà sếp thấy chúng em xích mích ở trước cửa công ty đó là cũng do từ mấy hôm trước đấy cô em họ của sếp bắt nạt chị yến nếu không có em hôm đó chắc chị yến bị cô ta đánh cũng nên quá đáng thật có lẽ em nói điều này sẽ khiến sếp đau lòng nhưng cho phép em được nói thẳng trung nghe câu này thì nhìn ra linh với ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu nhưng cô chỉ đáp lại anh một ánh nhìn rất nhẹ rồi bình tĩnh nói tiếp em biết sếp thích chị yến thích từ rất rất lâu rồi và cũng biết tình cảm sếp dành cho chị ấy hiếm ai có thể sánh được nhưng tình yêu là không cưỡng cầu phải không chị yến đã chọn anh trai em và anh ấy cũng rất thật lòng yêu chị ấy Em hy vọng sếp nhìn ra được sự chân thành của anh trai em đối với chị Yến mà an tâm buông bỏ. Cô sếp đừng ngạc nhiên tại sao em biết, không ai nói mà em cũng không hỏi ai, chỉ là do em tự nhận thấy và có lẽ chính bản thân chị Yến còn không biết sếp thích mình đâu, cho nên em mạo muội xin sếp một điều. Hãy quên thứ tình cảm đơn phương ấy đi, hãy coi chị Yến như tuyết anh để sếp mở lòng đón nhận một người con gái khác cho cô gái ấy một cơ hội sưởi ấm trái tim sếp được không bỏ qua chuyện của tôi đi em biết sếp khó chấp nhận lời em nói bây giờ nhưng em mong sếp hãy suy nghĩ lại tình yêu không được đền đáp không có nghĩa là mọi thứ đã chấm hết em hy vọng sếp sẽ mau chóng tìm được chân ái của cuộc đời mình nhé gia di linh chỉ nói vậy rồi xin phép đi chỗ khác dành cho chung không gian để suy nghĩ mọi thứ với cũng nên nói vậy thôi biết dừng đúng lúc tốt hơn là cố gắng thừa thãi cô đi tới chỗ anh trai đứng một lúc rồi nói ra ngoài đi dạo vì trong này ngột ngạt khi nào về thì nhắn cô cô tự ra xe đợi gia linh đi thang máy lên tầng thượng của nhà hàng đứng trên này cô có thể bao quát hết toàn cảnh đẹp về đêm nơi đây lung linh huyền ảo là thế nhưng lại chỉ có một mình đứng ngắm tiếc thật đấy ước gì trước một nơi đẹp đẽ thế này cô được chia sẻ với người thương của mình một cảm giác tiếc nuối thoáng qua nhưng cũng không làm cô mất đi vẻ khoan khoái dễ chịu có lẽ nói ra được điều để trong lòng bấy lâu nay khiến cho cô nhẹ người thật nói ra cũng là để cho trung nhận thấy cách giải quyết hữu hiệu nhất là nên quên đi mối tình không có kết quả ấy đi và cũng là để bản thân đoán biết xem mình còn bao nhiêu phần trăm cơ hội đang đăm chiều về những suy nghĩ ấy thì tiếng tin nhắn báo đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô mở điện thoại thì thấy tin nhắn của sếp trung gia linh đọc từng chữ mà mừng rơi nước mắt dù chỉ là câu hỏi rất đơn giản nhưng đó là một sự gợi mở cho quãng đường tình cảm sau này của cô. Không giấu được sự vui mừng, cô nhanh tay soạn tin gửi đi. Em đang ở trên tầng thượng của nhà hàng. Dù không thấy tin hồi đáp từ chung, nhưng Gia Linh đoán là sếp của cô đang lên đây. Ước nguyện được ngắm cảnh đẹp với người thương đã được thực hiện. Tuy chỉ là một nửa chưa được trọn vẹn thì cũng rất vui rồi. Cô nhất định sẽ dốc sức chinh phục người con trai này để hoàn thiện ước mơ vẹn toàn nhất định vào lần thứ hai đứng trên đây cô sẽ nhận được lời yêu thương từ anh sao tự dưng lại chạy lên đây đứng một mình vậy đúng như cô dự đoán là sếp chung sẽ lên đây mà niềm vui lại được xấu đi ít nhiều mà trả lời anh à ở dưới đó em thấy không hợp nên đi tìm chỗ khác hợp hơn thích đứng một mình à em không có ai thì chả đứng một mình thế nhưng bây giờ thì có hai mình rồi cảnh về khuya cũng đẹp nhỉ vâng đứng trước cảnh đẹp như này sếp có mong ước gì không không, còn cô Em ước sau này được bạn trai tỏ tình ở đây Nếu có thể tham lam Thì em ước thêm được anh ấy tỏ tình Vào đêm giao thừa Để em được cùng anh ấy xem bắn pháo hoa Cùng chúc nhau trăm năm hạnh phúc Thế thì chỉ có trong ngôn tình thôi Xem cứ nói thế Chứ ở ngoài đời cũng có đầy những đôi yêu nhau Hơn cả ngôn tình đấy Em không phải khoe Chứ anh trai và chị dâu em còn hơn thế nhiều Lắm khi ông bà ấy phát cầu lương nhiều quá Em phát hờn luôn ý gia linh lúc này vô tư quá bon miệng quá mà quên mất không để ý tâm trạng của trung nói xong cô mới phát hiện mình bon miệng nên vội vàng xin lỗi anh em xin lỗi tại em vô ý quá không sao cô ấy sống hạnh phúc tôi càng mừng em thực sự xin lỗi sếp lần đầu tiên trung trải lòng tâm sự với người khác về chuyện riêng của mình không biết sao nhưng anh lại chọn gia linh là người để tin tưởng Quả thực nói không buồn là tôi nói dối Nhưng tôi hứa mình sẽ mạnh mẽ Quên đi đoạn tình cảm đơn phương đó Chúc phúc cho hạnh phúc của cô ấy Được bền lâu Em cảm ơn sếp rất nhiều Em hy vọng sẽ có người con gái yêu sếp Còn hơn sếp yêu chị ấy nữa Để bù đắp lại quãng thời thanh xuân đã qua kia Trên đời này Vẫn còn tìm được người con gái như vậy ư Có chứ Mình cứ tin và hy vọng Biết đâu lại trúng số độc đắc Ừ, có khi tôi cũng phải học tập tinh thần lạc quan của cô mới được. Vậy cứ khi nào sếp cần em tâm sự thì cứ alo nhé. Em sẽ là chị thanh tâm của sếp. Cô hứa rồi đấy, đừng lấy cớ bận khi tôi gọi nhờ vả, nghe chưa? Em dành cho sếp, 23 trên 24 giờ luôn. Cái gì vậy? Một giờ đồng hồ còn lại, em phải dành cho bản thân em nữa chứ? Trung phì cười trước câu nói hài hước của Gia Linh. Lần đầu anh cười sảng khoái tới vậy. Cả Yến và Linh có một điểm tương đồng nhau và điểm chung lớn nhất là cả hai đều có nguồn năng lượng tích cực này. Nhưng duyên trời đã định, nguồn năng lượng tích cực của Yến đó chỉ có thể phù hợp với uy vũ. Còn anh, không biết đến bao giờ mới tìm được nguồn năng lượng tích cực của riêng mình. Hai người đứng đó nói chuyện một hồi, thì Gia Linh nhận được tin nhắn của anh trai rục về, thì cô quay ra nói với Trung. Em phải về trước đây, xem có về luôn không ạ? À? Cô xuống trước đi, Sếp ở lại tính xem chọn mẫu bạn gái như nào à? Cô lại nói đi đâu vậy? Tại em thấy sếp cứ đam chiêu. Về đi, không ông anh trai của cô lại lục tung cái nhà hàng này lên để tìm đấy. Thế sếp ở lại suy nghĩ đi nhá, em về đây. Gia Linh muốn ở thêm lúc nữa với Trung, nhưng vì sợ anh trai phát hiện ra, nên đành phải về trước. Cô quay người đi về hướng thang máy. Đang đứng chờ thang lên thì nghe có tiếng bước chân đi lại gần, biết sếp xuống cùng mình mà lòng gia linh vui khắp khởi nhưng vẫn cố phải làm như không có ơ ừ, sếp cũng về luôn ạ à? ừ về ngủ mai còn đi làm sớm lịch trình của sếp nhạt nhẽo thế thế cô thì đậm đà hay sao mà chê tôi em khác sếp cô thì hay rồi thang tới kìa vào đi à vâng đứng trong thang máy tự nhiên cả hai lại nhớ tới cảnh tượng lần trước không ai bảo ai mà liếc mắt nhìn nhau mặc dù giây phút ấy qua rất nhanh nhưng dường như đã phát hiện ra gì đó khiến cho không khí tự dưng gượng gạo và người lên tiếng phá tan bầu không khí ấy vẫn là gia linh sếp sếp có muốn đi uống rượu không nghĩ tới lời của uy vũ nói lần trước lúc linh bị say nên trung không muốn bản thân bị anh ta lấy đó làm cớ không cần suy nghĩ mà trung liền từ chối ngay lập tức để lúc khác đã từ chối rồi cơ mà thấy linh không nói gì thêm thì có vẻ áy náy nên trung lại hỏi như quan tâm sao vậy có tâm sự gì à? Không à, chỉ là em thích đi uống nhưng mà sếp không tiện thì thôi. Con gái không nên đi khuya. Nếu đã là điều không nên thì cả con trai và con gái đều giống nhau ạ. À? Ừ, cứ cho là vậy đi. Câu chuyện kết thúc thì cả hai cũng im lặng luôn cho đến lúc xuống tới đại sảnh. Vừa bước ra khỏi thang máy, Gia Linh đã nhìn thấy anh trai đang ngó nghiêng. Không kịp tránh thì bị anh trai phát hiện, có chung đi cùng ra phía sau nhận thấy mặt anh trai biến sắc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh lúc này cô làm như không có gì tự nhiên chào tạm biệt chung rồi bước nhanh tới chỗ anh mình thì vũ lên tiếng em nói đi dạo là đi trốn với tên kia đúng không anh hay nhở em đi một mình một mình mà tên đó khi nãy cũng tự dưng mất hút và giờ là cùng đi chung một thang máy là sao anh buồn cười thật anh đi giao lưu với khách hàng hay là anh chỉ chăm chăm để ý người ta vậy mà cứ đi chung là có gì với nhau à thế em đi chung với một cậu con trai khác anh cũng bảo là chúng em có gì hay sao thang máy là phương tiện để di chuyển trong nhà hàng thế không đi thang máy chẳng nhẽ đi bộ từ tầng cao ấy xuống à thì rõ là khi nãy tên đó tự dưng mất hút giờ lại xuất hiện cùng em thì chẳng nghi không có gì thì tốt còn có gì thì không được tính nhịn đi cơ mà gia linh lại gắt ôm lên em phản đối em yêu ai là quyền của em nhé anh không được bắt bẻ em anh không bắt bẻ mà là khuyên em không nên dây vào nó Tại sao? Có phải vì anh ấy thích chị Yến nên anh sợ đúng không? Đúng vậy. Anh cũng thẳng thắn nhỉ. Nhưng mà anh không sợ cậu ta với Yến sẽ có gì. Mà anh lo em yêu cậu ta sẽ bị thiệt thòi. Em hiểu chưa? Vẫn biết là anh trai lo đủ thứ. Nhưng mà... Định nói tiếp nữa. Nhưng Linh quyết định dừng lại. Thôi thì để khi nào thuận lợi thì cô sẽ nói. Để khi cô chính thức chinh phục được chung, cô sẽ tự tin. Còn giờ thì đi về là tốt nhất. Hiểu, hiểu rồi. Thôi về đi, không có chuyện gì đâu mà anh lo Nhớ đấy, đừng để anh phát hiện ra Có gì anh sẽ chặt chân nó Xì, đừng có mà kiểu đó Không anh cúp cho mấy phát đấy Em lớn rồi mà cứ coi em như trẻ con thế nhỉ Lớn thì cũng phận đàn bà, phụ nữ Sai một lần khổ cả đời, biết chưa Vâng, biết rồi, hiểu rồi, thưa đại ca Biết thì nên ngoan ngoãn Ơ, ờ, vậy thì ở vậy cho đến già luôn nhá Lên xe Gia Linh cũng ngoan ngoãn lên xe Ngồi yên vị trí trên ghế phủ, cô đang nhàn nhã thưởng thức âm nhạc thì đột nhiên lại bị anh trai nhấc một bên tai nghe của cô ra. Bực mình quát lên, thì chẳng ai như ông anh trai hắc ám này lên tiếng nói khích bác cô. Miệng thì bảo em đi canh nóc nhà cho chị giàu mà chạy biến đi đâu mất. Thì em chả canh còn gì? Canh bao giờ? Canh đến khi anh tự tay diệt mấy con giáp thứ 13 thì em mới đi chứ bộ. Chỉ được cái vụng trèo khéo trống, thì em giống như anh chứ giống ai nữa. Thôi đi cô, anh còn lắm chuyện em khai gian lên thì anh chết với chị dâu đấy Em dám hả? Cứ thử đi, có thể việc khác anh được lòng tin của chị ấy, chứ việc này thì nhất định chị ấy về phe em Bớt ảo giác đi bé ơi Chị dâu em á nhưng là vợ của anh đấy Nghe câu thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng gạn chưa Vợ chồng anh là đại diện cho trường phái tín ngưỡng Vợ trung thủy, chồng sắt son đấy cô ạ Không ai có thể khiến bọn anh lung lay ý chí nghi ngờ đối phương Vợ chồng nhà anh thì oách rồi Giờ còn có cả tín ngưỡng với phong thủy Thì ai so bằng Chết khiếp Nghe cái điệu cười sảng khoái của anh trai Mà Linh cũng vui lây Trước đó cứ nghĩ không biết cuộc hôn nhân của anh mình sẽ đi được tới đâu Nhưng giờ này đã coi như được 7-8 phần rồi Xã hội ngày càng phức tạp Bon chen ganh đua Để giữ gìn được hạnh phúc gia đình Là cả một nghệ thuật Hy vọng vợ chồng anh trai cô Sẽ vững tâm như núi để cùng nhau vượt qua mọi thử thách trông gai trong cuộc sống tiến tới một tương lai tốt đẹp và hoàn hảo hơn nữa bên này dường như tuyết anh phát hiện ra điều mới lạ từ anh họ cho nên cô ta sợ không còn ai phụ giúp mình trong việc giành giật uy vũ về phía mình nữa nên hỏi thẳng trung luôn anh trung anh có phải từ bỏ ý định rồi đúng không hoàng yến sống rất tốt chúng ta đừng phá hoại hạnh phúc của cô ấy hành động của em hôm nay là rất không nên lần sau đừng có làm thế nữa anh đã nói sẽ khiến yến về bên mình sau mới đó mà đã từ bỏ rồi đúng là anh có ý nghĩ ấy nhưng không phải là thấy người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc hay sao anh đừng có lý thuyết suông nữa ai mà cao thượng được đúng vậy cao thượng rất khó thực sự là rất khó nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội cả từ đầu cho đến khi yến gặp anh ta thì đối với anh cô ấy chỉ coi anh như một người anh trai thôi tất cả có tin tưởng có tình cảm có nhưng thứ tình cảm yến dành cho anh không phải tình yêu người cô ấy yêu là vũ em không thấy ánh mắt họ dành cho nhau đủ thấy những thứ xung quanh là cát bụi hết hay sao huống chi bây giờ họ cũng sắp được làm ba mẹ rồi thay vì phá vỡ thì chúng ta hãy chúc phúc cho họ đi tuyết anh biết là anh họ đã từ bỏ hẳn rồi không còn ai giúp đỡ thì tự bản thân tìm cách thôi nhất định người con trai tài giỏi đẹp trai ấy phải là của mình ngay từ đầu thì đã là của mình rồi, thì sau này cũng không thể là của con danh kia được. Hoàng Yến, mày tốt nhất là nên cầu nguyện dần đi. Số phận mày đến từ đâu thì nên đi về đó hoặc đi càng xa càng tốt. Cô ta vẫn hóng lời mời hợp tác từ Y Vũ về dự án N A, nhưng qua một tuần chưa có động tĩnh gì, thì trực tiếp đến công ty tìm gặp Vũ, bị trợ lý chặn lại ngay từ ngoài cửa. Cô Tuyết Anh tìm xếp tôi à? Vâng, phiền anh báo dùm tôi một tiếng. Xin lỗi cô xếp tôi vừa đi ra ngoài rồi tôi vẫn thấy xe ở đây mà xếp tôi được người ta đón đi cách đây nửa tiếng rồi vậy anh có biết địa chỉ nơi xếp anh sẽ đến không xin lỗi tôi không được phép tiết lộ cô có thể ngồi đây đợi hoặc lần sau ghé lại tiết anh chắc chắn là Uy Vũ vẫn ở công ty bởi cô ta biết Uy Vũ không mấy khi tách rời trợ lý đắc lực kia nhất là đi bàn chuyện làm ăn lại càng không thể để Kha ở nhà thế này cô ta quyết định mà xài ngồi chờ thì trợ lý Kha ra hiệu cho nhân viên lấy nước mời cô ta. Vậy phiền cô ngồi đây chờ sếp tôi nhé. Tôi có việc cần đi xử lý bây giờ. Được, anh cứ đi đi. Kha đi về phòng làm việc của mình thông báo cho Y Vũ biết thì anh chỉ nhàn nhàn trả lời. Cứ để cho cô ta ngồi đó đợi đi. Sếp không định ra ngoài à? Em là em thấy cô ta ngồi mọc dễ luôn đấy. Cứ để cô ta ngồi thoải mái. Đến giờ đón vợ, tôi vẫn có cách ra ngoài được. Tuyết Anh bên này chờ cả tiếng thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta nhắn tin hỏi Vũ nhưng anh không trả lời Coi như bận thì cô ta lại tiếp tục chờ đợi Đến hơn 4 giờ chiều Cô ta không thể chờ thêm được nữa Thì vừa lúc Kha đi ra Trợ lý Kha thấy rõ vẻ mặt rất không thoải mái của cô ta Nhưng vẫn cố tình hỏi Ơ, ờ, cô Tuyết Anh vẫn còn ở đây à? Tôi đang định về đây Phiền anh nhắn xếp Vũ là tôi đến tìm nhé Vâng, tôi sẽ nhắn lại Chào cô Hôm nay không gặp được Nên hôm sau cô ta lại đến Nhưng không may cho cô ta là Vũ có chuyến đi công tác mấy ngày. Mặc dù hai lần thất bại, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì. Tới ngày thứ năm, biết vì Vũ đã đi công tác về, thì cô ta nhanh chóng lái xe tới trước cổng công ty đợi sẵn. Lúc nhìn thấy xe của Vũ vừa đỗ trước cổng công ty, thì cô ta cũng đánh xe mình đỗ ngay sau xe Vũ. Vũ liếc thấy cô ta biết lần này không tránh được nên ngả bài luôn. Cô tìm tôi có việc gì vậy? Mấy hôm trước em nhắn tin mà chắc anh bận không trả lời. Tôi không mấy khi xem tin nhắn Nên cũng không biết là cô có nhắn tới Nhưng tôi có nghe cậu Kha nói Là cô đến công ty tìm tôi Vậy nay gặp thì cô nói đi Em nói chuyện riêng với anh Vài phút được chứ Cô nói luôn đi Lát tôi có cuộc họp rồi đấy Đứng đây có tiện không hả Tôi chỉ còn 5 phút Nghe danh ác mà đã lâu Nhưng khi bản thân vào hoàn cảnh này Thì đúng là có chút khó chịu thật Nhìn thái độ của Vũ khiến Tuyết Anh Mất đi 50% nhuệ khí nhưng cô ta vẫn phải tiếp tục về mục tiêu hôm trước đi dự tiệc chúng ta có bàn về dự án NA a đó à? có thể nào anh vẫn giữ ý định cho em vào đó hợp tác cùng không à việc này hả vâng rất tiếc là bên công ty em đã gửi lời mời trước và trợ lý kha đã lỡ đồng ý rồi hẹn cô lần sau vậy anh có thể để một trợ lý nhỏ nhoi đồng ý việc hợp tác với bên nào cho một dự án lớn ư sao lại không cậu kha đối với người ngoài chỉ là trợ lý nhỏ nhưng đối với tôi là anh em với giám đốc của công ty đó là bạn học cấp 3 của vợ tôi, nên tôi nhất định phải để sự yêu ái cho cô ấy. Tôi bận rồi, tôi đi trước." Nói thế, thì khác gì hắt cả cốc nước vào mặt cô ta. Bị từ chối một cách nhục nhã khiến cho Tuyết Anh muốn phát điên lên. Lại là con danh yến và tên trợ lý đáng ghét. Cô ta hét lên trong lòng như vậy rồi lẩm bẩm tiếp, đứa nào ngáng chân tao thì nhất định sẽ phải trả giá. Chúng mày cứ đợi đấy." Không còn tâm trạng đi làm, nên Tuyết Anh phi xe về nhà bà loan thấy con gái về giờ này thì ngạc nhiên hỏi sao mới đi chưa lâu mà đã về thế con mẹ mẹ phải giúp con có chuyện gì nói mẹ nghe nào là con danh đó và tên trợ lý đáng ghét ai ai nào tuyết anh uống hết cả một cốc nước đầy mà vẫn còn chưa giảm được cơn tức giận cô ta làm mình làm mẩy khiến bà loan cũng dối lên từ từ nói mẹ nghe xem nào mẹ mẹ phải nghĩ cách giúp con anh trung bây giờ cũng từ bỏ rồi anh ấy bảo sẽ đứng bên cạnh ủng hộ hạnh phúc của con yến con không chịu đâu mẹ Uy vũ phải là của con được rồi cứ từ từ đã con không từ từ được mẹ cứ bảo từ từ để đến khi con danh kia nó đẻ con ra thì con còn cơ hội không dự án nở a hôm trước con nói với mẹ đó cứ tưởng anh ấy để cho bên mình thì con có cơ hội tiếp cận rồi nhưng không ngờ lại bị hốt tay trên mà mẹ biết ai tham gia vào không là do con yến đó tất cả là tại con danh đó con nói rõ mẹ xem nào thì cái công ty y em đó Là công ty của bạn con danh Yến Quỳ vũ vì nó Mà cho bên đó đồng hợp tác rồi Mẹ, giờ nó lại còn mang thai con trai Nó có chỗ đứng còn chắc hơn cả bàn thạch Vậy con phải làm sao đây Trật tự đi, để mẹ nghĩ cách khác Bà Loan thấy con gái cứ náo loạn Thì cũng muốn điền cái đầu Bao lần tính toán Nhưng vì vợ chồng nhà Vũ không cho bà ta cơ hội gặp mặt nói chuyện Nên vẫn chưa thể tiếp cận được mục tiêu Đến việc đưa đón Hoàng Yến đi làm cũng do anh em Vũ đảm nhiệm Nên bà ta cũng khó khăn Tính tới tính lui Chưa có phương án nào thuận tiện cả Thì lại nghe con gái dục Mẹ đã nghĩ ra cách gì chưa Mày cứ làm mẹ dối hết cả lên Vậy mẹ cứ nghĩ đi Con cũng đi tìm đồng đội nghĩ thêm Có gì tối mẹ sẽ nói chuyện với con sau Nhìn con gái nóng vội rời khỏi nhà Thì bà ta lại thở dài Làm việc lớn mà cứ thế này thì sôi hỏng bỏng không mất Bà ta phải tính kỹ càng mới được Huy Vũ đợt này đang bận rộn vào hai dự án lớn Nên anh ít có thời gian ăn cơm với vợ Nhưng Hoàng Yến vốn là người hiểu chuyện Cô thông cảm với chồng Và luôn động viên anh cố gắng Chuyện ăn uống còn nhiều dịp Cơ bản sức khỏe là chính Vũ được vợ đồng cảm, chia sẻ Lại như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần Nên vấn đề xử lý công việc lại càng thêm suôn sẻ Bên cạnh đó Hoàng Yến vẫn không quên Tìm cách giúp đỡ em chồng tán đổ vị xếp tên chung Lâu lâu không thấy hai người đi công việc riêng nên Yến lại bày cách cho Linh tiếp cận chung, thì ngay chiều hôm sau, khi hết giờ làm, Linh lại lấy cớ lên gặp chung. Gia Linh gõ cửa hai cái, sau khi nhận được sự cho phép thì cô mở cửa đi vào, nhìn ra vẻ ngạc nhiên của sếp mình thì Linh nói ngay: "Sếp ơi, em nhờ sếp chút việc được không? Em biết là có hơi phiền, nhưng em không biết nhờ ai. Có gì thì cứ nói đi. Em thấy chị Yến bảo sếp biết chỗ bán bánh do rất là ngon, sếp có thể chỉ cho em được không? Em định nhờ chị Yến" nhưng giờ chị ấy bụng to đi lại không tiện mà chị ấy cũng không nhớ đường đi luôn với anh trai em cũng rất cẩn thận nên không cho chị ấy đi đâu trong vòng bán kính từ nhà tới công ty trung nghe đến tên loại bánh này thì dừng tay nói chuyện với linh sao thế cô thích hay là mua cho ai yến thì không thích ăn loại này rồi vâng đúng là chị ấy không thích anh ạ à, là em thích và người trong lòng em cũng rất thích em biết sếp không tiện đi cùng em với em cũng không dám nhờ sếp đưa đi em chỉ xin cái địa chỉ thôi ạ à địa chỉ thì tôi cho được có điều tôi sợ cô tìm sẽ rất vất vả đấy sao ạ à? đây tôi gửi vị trí đó cho cô hơi xa chút mà đường nhỏ lắm à không sao ạ à? không đi được ô tô thì em đi xe ôm cũng được ừ phải đi xe ôm vào đấy dạ em biết rồi em cảm ơn sếp nhé gia linh quay người rời đi nhưng trong bụng vẫn chờ đợi việc chung sẽ nói đồng ý đưa cô đi dù gì giờ này cũng hết giờ làm việc rồi nhưng khi cô chạm tay vào cánh cửa mà vẫn không thấy trung lên tiếng thì thực sự thất vọng bước ra khỏi phòng mà nỗi buồn vây kín rõ là chị yến nói trung rất thích loại bánh này chỉ cần rủ anh ấy đi thì nhất định anh ấy không từ chối nhưng nếu người rủ là chị ấy thì mới có sự đồng ý đơn giản là thế nhưng có lẽ chỉ có chị dâu mới khiến trung động lòng còn bản thân linh vẫn chỉ là một khoảng cách rất xa gia linh không về nhà xe ô tô cũng vứt luôn xe lại công ty mà đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi tới địa điểm của Trung gửi. Nhưng đúng là như Trung đã nói, xe ô tô không vào sâu được. Gia Linh không còn cách nào khác là đi xe ôm để vào tới chỗ bán bánh. Đường vào vừa nhỏ lại hơi khó đi, nhưng quan cảnh ở đây rất là dễ chịu. Có lẽ trước đó cả chị Yến và Trung đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Vì khi đến nơi đây, Gia Linh cảm nhận được không khí thật thoải mái, không có cảnh chen lấn xô bồ như ở thành thị. Thực ra Linh không biết ăn, mà nói đúng hơn là cô chưa từng một lần ăn loại bánh này Chỉ là nghe chị Yến nói Trung rất thích nên cô mới phải cất công tới vậy Tùy đường vào rất khó tìm Nhưng đến nơi Linh mới biết là không chỉ có mình cô Hay là một vài người Mà có rất đông người xếp hàng mua luôn Thật sự là rất tò mò Không biết mùi vị của chiếc bánh này ra sao Nên cô cũng hăm hở vào xếp hàng Sau khi xếp hàng chờ Thì cuối cùng cũng mua được Muốn nếm thử mùi vị của nó ra sao nên Linh bỏ một chiếc ra ăn thử Nhưng thực sự rất khó ăn Nếu không chấm với đường hoặc mật ong Thì nó rất nhạt Mà còn có vị của nước vôi nữa Không thể cố được nên cô đã bỏ lại Nhìn 10 cái bánh trên tay Cô lại ngao ngán Không biết đem mấy cái bánh này đi đâu bây giờ Mua được bánh Nhưng lại không có người ăn Khiến tâm trạng lại thêm buồn Ở chẳng còn ý nghĩa gì nên về thôi Gia Linh bắt xe ôm quay trở lại đường lớn Lúc cô lấy tiền trả bác xe ôm Tiện thể cô cho bác ấy một túi có 5 cái Còn 5 cái tính mang về nhà Hoặc không thì lát đi taxi cho người ta hết Xe taxi ở đây cũng khá nhiều Nhưng người mua từ trong ra cũng không ít Nên lúc tới lượt cô ra thì không còn chiếc xe nào Gia Linh đứng đó chở taxi Thì khoảng 10 phút sau Có liền hai chiếc xe chạy đến Nhưng vừa lúc cô định mở cửa Một trong hai chiếc xe đó ngồi vào Thì nghe tiếng còi xe bấm liên tục ở phía sau Cô chỉ là quay lại nhìn theo phản xạ thôi thì phát hiện ra chiếc xe ô tô quen thuộc. Bất giác nụ cười nở nhẹ trên môi, động tác bám vào tay cửa xe taxi cũng rời ra. Cô nói với anh tài xế không đi nữa, mà xoay người đi về xe của Trung, thì anh cũng mở cửa xe bước xuống. Cô cũng giỏi nhỉ, chỗ khó thế cũng tìm được. À, em hỏi đúng người biết đường nên cũng nhanh. Mà sao ông xếp lại ở đây giờ này? Tôi có hẹn gặp khách hàng ở gần đây, tiện qua xem cô về chưa? Tôi có gọi mà không thấy cô trả lời. Sếp gọi à? Ừ, một lúc rồi. Ôi chết, em không để chuông báo nên em cũng không biết ạ. À? Không sao, gặp ở đây thì tôi trở về. Dạ, em cảm ơn sếp. Lên xe đi. Cả hai lên xe quay về công ty. Ngoài vấn đề công việc thì hai người hầu như không có chủ đề gì để nói mấy. Chỉ được vài ba câu rồi lại rơi vào trạng thái im lặng. Bao nhiêu lần cũng toàn là Gia Linh chủ động và giờ này cũng vậy. Người bắt đầu câu chuyện lại vẫn là cô xem đi gặp khách hàng nhanh vậy à thực ra là hẹn lấy một số tài liệu nên cũng không mất nhiều thời gian có điều tài liệu này quan trọng nên phải đích thân tôi đi lấy nếu không tôi đã đi chỉ đường cho cô rồi hóa ra là do trung bận chứ không phải anh quá lạnh nhạt thở ơ với sự nhờ vả của cô nỗi buồn đã gần như vơi đi hết thì tự nhiên trung lại lên tiếng hỏi mất công đi mà sao mua được ít thế kia à dạ là do em ăn một nửa rồi ạ à. ăn phết phần đó hả à? tôi cũng thích ăn mà không ăn được bằng cô đâu thế phần này em tặng sếp nhé trả công sếp cho em đi nhờ xe ơ ờ, cô cho tôi vậy phần của bạn trai cô đâu em làm gì có bạn trai thì vừa nghe lúc chiều về cô nói mà à là người em thích thôi cô đơn phương thích người ta vâng người ta không biết em thích nhưng cũng giống sếp thích ăn loại bánh này vậy đem về tặng người ta đi biết đâu lại rõ được tâm ý của người ta em tặng sếp rồi em sẽ không lấy lại đâu với em không đủ dũng khí đem cho người ta Tâm trạng này Trung đã trải qua nhiều nên hiểu Anh không ép Gia Linh mà còn có vẻ muốn chia sẻ đồng cảm Thế tôi nhận rồi Thì tôi trả lại bằng một bữa tối được chứ Đang đói Mà được người trong lòng mời ăn thì còn gì bằng Khi nãy là cô nói khoác Chứ làm gì ăn được những năm cái bánh đâu Bụng đang đói meo đây này Niềm vui nhân đôi Gia Linh mừng rỡ nói Vậy là em lãi to hả sếp Có đi có lại mà Thế hôm nay không ăn ở nhà hàng nữa Xếp rẽ qua chỗ bán đồ ăn vỉa hè mình mua ít rồi mang về công ty ăn được không lát nữa em lấy xe ở đấy về luôn cho tiện cô cũng thích ăn mấy đồ ăn vặt đó à vâng vậy cũng được hai người mua xong thì quay lại công ty cả hai lên phòng làm việc của trung gia linh bày biện đồ ăn ra bàn còn trung thì đi lấy một chai rượu vang về lãnh địa của mình hình như trung mạnh dạn hơn thì phải có vẻ nói nhiều hơn cứ thế câu qua câu lại mà chai rượu cũng vơi đi hết sạch như kiểu chưa uống đủ đô nên gia linh muốn uống thêm chút nữa nên ngỏ ý rượu này của sếp rất ngon em muốn uống nữa được không loại này hết rồi để lần sau tôi kiếm cho cô mà nay cũng uống thế thôi em vẫn còn uống được rèn luyện uống rượu là đặc tính không tốt nên bỏ đi mấy khi đâu ạ à, hôm nay em đang vui tại lúc về thấy gia linh có tâm trạng mà giờ nghe linh nói đã vui vẻ lên thì trung lại mềm lòng thôi thì cho cô ta uống thêm chút nữa uống thêm một ít thôi đấy nhá. Vâng, uống một chút nữa thôi ạ. À. Vậy đợi tôi. Trong tủ rượu của Trung có khá nhiều, anh đang loay hoay không biết nên cho cô uống loại nào, thì Gia Linh đã nhanh tay, vươn qua lấy một chai gần nhất, loại này đi xếp. Làm gì mà như thèm rượu quá vậy, còn hơn xếp cứ như đi chọn vợ, mất thời gian quá. Không nói được cô nhân viên láo cá này, nên Trung chỉ có thể cười trừ, đóng lại cánh tủ rượu, anh ngồi xuống uống tiếp với Linh bữa ăn chỉ có hai người nhưng không còn tẻ nhạt như mọi lần mà bắt đầu có cao trào gia đình đúng là cô gái hoạt bát và không để tâm trạng của mình trượt sốc quá lâu lại khéo ăn nói khiến cho trung cũng hùa vào những câu chuyện của cô mà quên đi mọi thứ xung quanh hai người cứ vậy mà uống cho đến khi ngà ngà say thì cũng không còn đủ lý trí mà ngăn bản thân mình đừng uống tiếp nữa đến lúc uống không nổi nữa thì linh chỉ kịp nói với trung là cô buồn ngủ và thế là cô nằm dài ra thảm luôn Trung cũng không khá hơn Buổi trưa tiếp khách vẫn còn hơi rượu Mà tối lại uống với Linh nữa Nên anh cũng làm nhảm được mấy lời Rồi nằm luôn ngay cạnh cô Lần đầu cả Linh và Trung để bản thân mình Buông thả như vậy Không biết ngủ qua bao lâu Chỉ đến khi cảm thấy lạnh lạnh Thì Linh theo phản xạ tìm chăn để đắp Mà mãi chẳng thấy đâu Cô cứ mơ màng nằm co do cuộn tròn Thì cảm giác có một vòng tay ôm chặt lấy Hơi ấm bao quanh và hình như trong cơn mơ cô còn ngửi thấy mùi thơm nước hoa quen thuộc rồi có cả khuôn mặt cũng rất quen nữa không phải chứ sao chung hôm nay hiền tử mà đẹp trai quá vậy gia linh với đôi mắt mơ màng nhìn chung rồi lại sờ lên mặt cười cười sếp ơi đúng là mơ thật rồi <laughs> sếp ngủ trông ngoan quá gia linh đưa tay nhéo hai má chung mặt cô vẫn toàn ý cười rồi lại tát nhẹ vào hai má anh tiếp đúng là mơ thật thì sếp mới để nguyên em tát như này đúng không linh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cứ thế vỗ vỗ vào mặt trung liên tục làm anh cũng trở mình nhưng trung chỉ say sờ vài cái rồi sau đó lại kéo sát cô vào người mình như cái gối ôm êm nào đúng rồi <laughs> là trong mơ nên giọng sếp mới nhẹ nhàng với em như thế gia linh vẫn cứ mơ mơ màng màng nên cô lại làm càn hơn hết ôm cổ chung thì lại nhéo má anh rồi cứ tự cười một mình như vậy Nhưng không chỉ có thế Mà cô còn hôn anh rất nhiệt tình Khiến cho Trung không thể nằm yên được nữa Trong người Trung khi ấy đang bức bối Vì diệu lại thêm những động tác Vô tình của người bên cạnh Khiến cơn khát sụp bẩm trong người vô thức bị khơi dậy Cứ thế anh cũng đáp lại Nụ hôn của người ta Một cách rất bản năng Một giấc mơ đẹp đã đến với Gia Linh Nụ hôn của Trung trong mơ Trao cho cô thật nồng ấm Khiến cho Linh không muốn giải thoát khỏi giấc mơ ấy mà còn muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa. Rồi ngay cả khi cô mơ được làm chuyện đó với anh thì cũng rất ngọt ngào và êm dịu. Bản nhạc chua ngày anh đến gieo không biết bao nhiêu lần và cho đến lần thứ N thì cũng kéo được hai con người đang ôm nhau ngủ say kia, thức tỉnh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cô vợ điểm 10 của tác giả Hạ Long Biển Nhớ một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.